Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương 1541, đệ lộ phong thanh. 3. Cung Kỳ Vĩ và Thường Lăng không đều gật đầu, từ khi biết Trương Dương là người đề xuất khu bảo lưu thuế nhập khẩu sớm nhất, trong lòng hai người đã từ bỏ ý niệm tranh thủ. Tống Hoài Minh lại nói, tâm tình của các anh tôi có thể lý giải, công tác mà chúng ta làm bất đồng, cân nhắc vấn đề tất nhiên cũng bất đồng, bình hải tương lai là của các anh, có một ngày, khi các anh tiếp nhận công tác của tôi rồi, đứng trên vị trí của tôi các anh sẽ làm ra lựa chọn như tôi thôi thường lăng không nói bí thư tống chúng tôi minh bạch rồi bất kể khu bảo lưu thuế nhập khẩu cuối cùng đặt ở đâu nói tóm lại vẫn là ở bình hải chỉ cần có lợi cho sự phát triển tương lai của bình hải chúng ta đều phải tán thành cả hai tay cung kỳ vĩ nói tôi vẫn có chút không cam lòng lúc trước không nên thả cho trương dương đi hắn thật sự là người dám nghĩ dám làm phóng mắt khắp thể chế bình hải cũng không tìm được một cán bộ có năng lực như hắn Cung Kỳ Vĩ là thật lòng thưởng thức Trương Dương. Tống Hoài Minh nghe thấy Cung Kỳ Vĩ khen ngợi Trương Dương như vậy, trong lòng tất nhiên cũng vô cùng cao hứng, y cười nói, Trương Dương vẫn ở Đông Giang, các anh có thể tìm hắn tâm sự. Cung Kỳ Vĩ và Thường Lăng không rời khỏi văn phòng Tống Hoài Minh, ở trước cửa gặp thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn, thân là lãnh đạo cấp thành phố của Bình Hải, bọn họ trước đó đã biết nhau rồi, chào hỏi nhau rồi Thường Lăng không nói, chúc mừng anh. Cung Hoàn Sơn nghe mà chả hiểu gì sao tự dưng lại chúc mừng tôi. Y cũng đoán được mục đích cung kỳ vĩ và thường lăng không lần này tới tìm Tống Hoài Minh, chỉ cười cười, cũng không nói nhiều với họ, dù sao hiện tại bởi vì chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu mọi người đều tồn tại quan hệ cạnh tranh, gã dưới sự dẫn đường của Trung Bồi Nguyên đi vào văn phòng của bí thư tỉnh ủy. Tống Hoài Minh cũng đã có chuẩn bị tâm lý đối với đám cán bộ cấp thành phố này. Câu hỏi của Cung Hoàn Sơn cũng tương tự như hai người vừa rồi, cũng là vì chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu mà đến, từ sự hoàn toàn không biết gì cả của gã đối với chuyện này, chứng tỏ trong chuyện xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu Trương Dương không hề câu thông với lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Tống Hoài Minh thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương trên xử lý việc này vẫn không đủ thành thục, trong xử lý mấy chuyện lớn có thể nhìn ra, hắn không hề để lãnh đạo thành phố Bắc Cảng vào mắt, hành vi như vậy tất nhiên sẽ tạo thành dạn nứt giữa hắn và lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Nếu Cung Hoàn Sơn tới đây để tranh thủ thì chứng minh gã đã có được tin tức xác thực, Tống Hoài Minh cũng không cần phải giấu giếm, nói với Cung Hoàn Sơn, "Hoàn Sơn à, Quốc vụ viện quả thực đã phê chuẩn cho Bình Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu." Cung Hoàn Sơn cười nói, "Bí thư Tống, tôi lần này đến chính là để tranh thủ khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể đặt ở Bắc Cảng." Tống Hoài Minh nói, thái độ của tỉnh Lý cũng nghiêng về Bắc Cảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung Hoàn Sơn mừng rỡ nói, "Thật ư? Bí thư Tống nếu khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể đặt ở Bắc Cảng, sự phát triển kinh tế của Bắc Cảng chúng tôi sẽ có cơ hội để bước lên một bậc thang hoàn toàn mới." Tống Hoài Minh cười nói, người đề xuất xin sớm nhất là Trương Dương, ý tưởng của hắn không tồi, lấy cảng Phước Long Tân Hải làm trung tâm, tạo ra khu bảo lưu thuế nhập khẩu, xây dựng trung tâm tập hợp và phân tán hậu cần quan trọng trong nước, những lãnh đạo thành phố các anh phải ủng hộ công tác của hắn nhiều hơn. Cung Hoàn Sơn vừa rồi còn khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể được đặt ở Bắc Cảng mà vui sướng không thôi, nhưng nghe thấy những lời này của Tống Hoài Minh, giống như có người hất nước đá vào đầu gã vậy, lạnh buốt tới tận gan ruột, gã thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải. Cảng Phước Long trước đây quả thực từng là bến tàu quan trọng nhất của Bắc Cảng, nhưng theo cảng mới Bắc Cảng xây xong, bên kia đã dần dần hoang vắng, hiện tại lượng hàng hóa ra vào mỗi ngày giảm mạnh, điều kiện của Tân Hải sao có thể so sánh với Bắc Cảng được nhưng tống hoài minh lại cứ lựa chọn tân hải cung hoàn sơn muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi gã không dám nói tân hải là một hạt huyện của bắc cảng khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở chẳng khác nào ở bắc cảng mình thân là thị trường nếu có ý kiến gì chẳng phải là sẽ làm trò cười cho người trong nghề ư tống hoài minh khẳng định sẽ nói mình thiếu cái nhìn đại cục hẹp hòi nhưng trong mắt cung hoàn sơn khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở tân hải chẳng thà để thành thị khác cướp đi đây không phải là lòng giả của gã hẹp hòi không phải gã thiếu cái nhìn đại cục mà là gã có thể nhìn thấu động cơ của Trương Dương, thằng ôn này trước tiên muốn bỏ huyện lập thành phố, sau đó lợi dụng chuyện khu khai phá chiếm dụng đất ruộng để khiến cho lãnh đạo thành phố Bắc Cảng bọn họ mặt xám mày cho. Chuyện vừa mới qua không lâu, hắn lại ra sát chiêu, không ngờ xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Cung Hoàn Sơn đương nhiên biết khu bảo lưu thuế nhập khẩu có nghĩa là gì, theo ý gã, chuyện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại thành công xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu thì có nghĩa là chính sách quốc gia, chính sách tỉnh lý đã nghiêng về phía Tân Hải, có thể đoán được Tân Hải sẽ phát triển trong vài năm, không khéo Tân Hải thực sự có thể trong ngắn hạn hoàn thành nhảy ba cấp, nếu thế phát triển tốt, trở thành thành phố cấp địa cũng có thể, loại chuyện này không phải không có tiền lệ. Cung Hoàn Sơn cảm thấy một loại tư vị nói không nên lời, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ vui sướng. Tống Hoài Minh là hạng người nào chứ? Từ trong ánh mắt rối rắm của Cung Hoàn Sơn đã nhận ra được suy nghĩ thực sự trong lòng gã, mỉm cười nói, "Anh trở về đi, tôi còn phải họp, hy vọng Bắc Cảng các anh sẽ nắm bắt được cơ hội này, thoát khỏi vị trí cuối bảng của Bình Hải." Cung Hoàn Sơn sải những bước chân nặng nề ra khỏi văn phòng bí thư tỉnh ủy, gã ra hoa viên bên ngoài, tìm một băng ghế đá rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, lặng lẽ tiêu hóa sự kinh hỉ mà Tống Hoài Minh mang tới cho mình, nói thật, phải là kinh hỉ mà Trương Dương mang tới cho gã gã thấy chuyện trở nên càng lúc càng phiền toái, tên tiểu tử Trương Dương này chính là một phiền toái cực lớn, từ lúc hắn tới Tân Hải, hắn không chịu ngồi yên một phút nào, liên tục chế tạo ra những kinh nghỉ cho đám người bọn họ. Cung Hoàn Sơn lấy điện thoại di động ra, gã muốn đem báo chuyện này với Hạng Thành, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải là sự khiêu chiến lớn nhất đối với quyền uy của Hạng Thành, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, rồi xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, một loạt chuyện trước mặt sau khi hoàn thành cánh của Trương Dương sẽ trở nên cứng hớn, hắn có vốn để đối chọi với Hạng Thành. Sau khi Hạng Thành nghe Cung Hoàn Sơn nói xong chuyện này, trầm mặc hơn nửa ngày, một lát sau mới nói chuyện tốt mà. Người khác muốn tranh thủ cũng không tranh thủ được. Miệng Cung Hoàn Sơn giật giật, gã cho rằng tâm tình của Hạng Thành lúc này phải khó chịu hơn so với mình, có điều thật sự là y vẫn có thể nói ra những lời quan miệng đường hoàng như vậy. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, Trương Dương hiện tại làm bất kỳ chuyện gì cũng không thương lượng với thị lý, trực tiếp đi qua chúng ta. Hạng Thành nói khẽ, hắn có thể làm thành công là hắn có bản sự, Hoàn Sơn, anh vẫn ở Đông Giang phải không, tới tìm hắn nói chuyện đi, đại biểu thị lý chúc mừng hắn. Chúc mừng hắn ư, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Bắc Cảng chẳng lẽ không đáng chúc mừng ư. Người biểu đạt sự chúc mừng Trương Dương trước tiên là Cung Kỳ Vĩ, Trương Dương ở nhà khách chính phủ tỉnh, Cung Kỳ Vĩ và Thường Lăng không cũng ở đây, bọn họ gặp nhau ở đại sảnh nhà khách, cung kỳ vĩ cao giọng nói, Trương Dương. Trương đại quan nhân nhìn rõ người tới là lãnh đạo cũ của mình, vội vàng cười ha ha nghênh đón, thị trường cung, thị trường thường, ngọn gió nào thổi hai ngày tới đây vậy. Cung kỳ vĩ nắm tay Trương Dương rồi lắc lắc, vỗ mở u bàn tay hắn ố vai hắn, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Trương đại quan nhân có chút hồ đồ, thị trường cung, ý ngài là sao? Thường lăng không cười nói, đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, người ra người vào nhiều lắm, chúng ta tới quán trà đi. Mấy người cùng nhau tới quán trà bên trong nhà khách, thường lăng không gọi một bình bích loa xuân, sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, cung kỳ vĩ uống ngụm trà rồi nói, Trương Dương, chúng tôi mới từ chỗ bí thư tống về. Trương Dương ồ một tiếng, trong lòng bắt đầu trột dạ, thường lăng không cung kỳ vĩ cung kỳ vĩ cùng tới, có thể khiến hai người đồng thời xuất động chắc là việc công, mà Lam Sơn và Nam Thích liên hệ chặt chẽ với nhau bởi công trình cảng nước sâu, chẳng lẽ bọn họ lần này tới cũng có liên quan tới chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu ư? Cung kỳ vĩ không để Trương Dương phải suy nghĩ lâu, chủ động nói rõ mục đích tới lần này của bọn họ. Trương 1542, Đệ Lộ Phong Thanh 4. Trương Dương cười nói, không ngờ hai vị thị trưởng đại nhân còn là đối thủ cạnh tranh của tôi. Thường Lăng không cười nói, cậu đừng lo, Chúng tôi đã bỏ cuộc rồi, chúc mừng cậu. Gã lấy trà thay rượu, chúc mừng Trương Dương. Trương Dương nói, tôi luôn muốn chuyện này tiến hành một cách im ắng, nhưng không ngờ vẫn bị truyền ra. Cung Kỳ Vĩ nói, giấy không thể gói được lửa, cậu anh cho rằng mình làm bí mật lắm ư, có ai mà không có nguồn tin tức chứ? Các huyện và thành phố Bình Hải không có ban chú kinh à? Trương Dương không nhịn được liền bật cười, xem ra về sau Tân Hải chúng tôi cũng phải đặc biệt thành lập một ban chú kinh ý nghĩa tồn tại của ban chú kinh không chỉ là chạy bộ đút tiền, còn có thể mang tới tác dụng dò hỏi tình báo. Thường lăng không nói, Trương Dương, nói thật, cậu tuy rằng nghĩ ra trước chúng tôi, nhưng tôi không cho rằng Tân Hải cũng có ưu thế hơn chúng tôi. Trương Dương nói, Tân Hải hiện tại đương nhiên không thể so sánh với chỗ các anh rồi, nhưng thời đại đang phát triển, 10 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, vài năm nữa, các anh nhất định sẽ kinh than trước sự phát triển của Tân Hải cung kỳ vĩ thủy trung tin tưởng năng lực của Trương Dương, y gật đầu nói, trong các cán bộ trẻ tuổi cậu là người có bá lực nhất. Trương Dương nói, bá lực thì không dám nói, tôi chỉ là lớn gan thôi, có người nghĩ ra nhưng không dám làm, có người làm rồi thì không biết mình đang làm gì, tôi là người dám nghĩ dám làm. Kỳ thực tôi lúc trước bảo mật chuyện xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu là vì tôi cân nhắc đến Tân Hải ở phương diện thực lực vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nếu đều đứng trên một vạch rồi chạy thì tôi thật sự không thể nào cạnh tranh với các anh. Cung kỳ vĩ cười nói, tỉnh Lý đã lựa chọn cậu. Thường Lăng không nói, lúc ban đầu tôi rất không hiểu, vì sao tỉnh Lý muốn chọn Tân Hải, nhưng hiện tại ngẫm lại, Bí Thư Tống lựa chọn quả thực có lý do chính đáng, Bình Hải là một chỉnh thể, kinh tế phát triển không cân đối đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của toàn bộ Bình Hải, phải thay đổi tất cả những điều này, Trương Dương, làm cho tốt vào, cậu chọn rất đúng lúc đó. Trong lòng Thường Lăng không vẫn cảm thấy tiếc nuối, dù sao khu bảo lưu thuế nhập khẩu đối với mỗi tòa thành thị mà nói đều có nghĩa là một lần kỳ ngộ bay lên, mà lần này nữ thần may mắn hiển nhiên không đứng ở phía bọn họ. Trương Dương cười nói, về sau còn hy vọng hai vị thị trưởng đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Thường Lăng không nói, sau khi khu bảo lưu thuế nhập khẩu xây xong, chúng ta sẽ hợp tác. Di động của Trương Dương đổ chuông, người gọi điện thoại tới là thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn, gã cũng đang ở nhà khách chính phủ, Muốn Trương Dương tới phòng gã, có chuyện quan trọng cần bàn. Cung Hoàn Sơn tuy rằng không có nói rõ là chuyện gì, nhưng Trương Dương cũng đoán được gã khẳng định cũng biết chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, hơn nữa lần này mục đích gã đến Đông Giang cũng giống như Cung Kỳ Vĩ và Thường Lăng Không, cũng là để tranh thủ khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở thành thị của mình. Đối với Cung Hoàn Sơn, Trương Dương một mực không thích gã, trong mắt hắn, người này chính là hạng tay sai của Hạng Thành, không có chủ kiến gì cả, Hạng Thành chỉ đi đâu thì y đi đó nhưng hắn vẫn biểu hiện ra vẻ bình tĩnh. Hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ với thường lăng không và cung kỳ vĩ rồi lúc này mới chậm rãi tới phòng 528 của cung Hoàn Sơn. Cung Hoàn Sơn đã sớm chờ tới suốt ruột rồi, đã vài lần cầm điện thoại định gọi dục Trương Dương, nhưng cuối cùng lại thôi, gã cũng muốn nhìn thấy thành ôn này hiện tại có bộ dạng gì. Cửa phòng của cung Hoàn Sơn không đóng, cửa sổ cũng mở to, gã nghiện thuốc lá không nhẹ, dùng sự đối lưu của không khí để giữ cho trong phòng được thoáng đáng mũi trương đại quan nhân rất mẫn cảm sau khi đi vào ngửi thấy mùi khỏi liền hắt xì mấy phát cung hoàn sơn ngồi trên sofa gần cửa sổ gật đầu với trương dương đóng cửa lại đi trương dương vươn tay ra đóng cửa lại sau đó cố nặn ra một nụ cười thị trưởng cung ngài đến đông giang lúc nào vậy cung hoàn sơn nói đến đêm qua trương dương ngồi xuống bên cạnh cung hoàn sơn cung hoàn sơn nhìn hộp thuốc lá trên bàn trà hút thuốc đi trong khái niệm của dân nghiện thuốc mời người khác hút thuốc là lễ nghi tối thiểu trương dương lắc đầu nói không biết hút cung hoàn sơn nói thuốc rượu không tách rời cậu uống rượu lợi hại như vậy không ngờ lại không biết hút thuốc trương dương nói không ngửi nổi cái mùi đó câu này khiến cung hoàn sơn có chút khó chịu thằng nhóc cậu có ý gì là kháng nghị tôi hút thuốc sao cậu càng ngửi không nổi thì lão tử càng hút hun chết cậu luôn vốn cung hoàn sơn định hút xong điếu này rồi thì nghỉ một chút nhưng vừa nghe thấy Trương Dương nói vậy, lại rút thêm một điếu, cười nói, đành chịu thôi, tôi bỏ không nổi, thuốc không rời tay. Trương Dương cười nói, thật ra lãnh đạo lớn các anh hút thuốc cũng là đúng, khi thế cầm thuốc vừa nhìn đã biết là cán bộ quốc gia. Cung Hoàn Sơn trong nhất thời không nghe thằng ôn này là đang nịnh hót mình hay là nói móc mình, rút điếu thuốc, phả ra một luồng khói. Trương Dương lưu ý thấy Cung Hoàn Sơn cũng hút nhất phẩm cẩm loan, hộp màu xanh, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng cũng có tìm hiểu về một số loại thuốc. Nhất phẩm cẩm loan là sản phẩm hàng đầu của nhà máy thuốc lá Nam Tích. Định vị xa hoa, nhất phẩm cẩm loan hộp xanh mỗi tút 888 đồng, có thể nói là giá không rẻ, cung hoàn sơn mỗi ngày cũng phải hút hai bao. Tính ra như vậy là mỗi tháng 6 tút, chỉ hút thuốc thôi một tháng đã tốn 5.000 đồng, mẹ kiếp, chút tiền của anh đủ để trả tiền thuốc ư. Đương nhiên trương đại quan nhân cũng hiểu rõ, với thân phận của cung hoàn sơn, hút thuốc căn bản không cần phải bỏ tiền của mình, nhưng thần là một vị lãnh đạo thành phố, không cần phải khoe khoang như vậy chứ, cầm nhất phẩm cầm loan đi khắp nơi rêu rao, ảnh hưởng này cũng không hay gì. Bản thân cung hoàn sơn hiển nhiên không ý thức được có gì không bình thường, gã nheo mắt nhìn làn khói bốc lên ở phía trước, điều này khiến cho ánh mắt của gã có vẻ hư vô, nói khẽ chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu cậu thao tác đã bao lâu rồi. Đi thẳng vào vấn đề, hiện tại không cần phải vòng vo nữa. Trương Dương cười nói, từ lúc đề xuất di rời khu khai phá đã có ý định rồi. Có điều lúc ấy không nắm chắc lắm, cho nên không thông chi cho thị lý. Thị trưởng cung sẽ không trách tôi tiền trảm hậu tấu chứ? Hiện tại tất cả đều đã trở thành sự thật. Trương Dương cũng không sợ cung Hoàn Sơn tức giận. Anh anh tức giận thì làm được gì? Cung Hoàn Sơn nói, cậu khiến tôi vô hụt rồi. ở trước mặt bí thư tống biến thành rất xấu hổ. Ông ta cũng thấy lạ. Tôi thân là thị trưởng Bắc Cảng, không ngờ không biết chuyện xảy ra ở Tân Hải. Trương Dương nói, là sự sơ sẩy của tôi, có điều trước khi chuyện được chứng thực, tôi không muốn các lãnh đạo phải bận tâm, thành thì tất nhiên là chuyện tốt, vạn nhất không thành công, chẳng phải là khiến các vị lãnh đạo mừng hụt với tôi ư. Cung Hoàn Sơn nói, cậu mang tới cho chúng tôi một sự kinh hỉ rất lớn. Lời nói của gã tràn ngập vẻ trào phúng. Trương Dương cũng không quan tâm, Cung Hoàn Sơn có chút bức thức cũng là bình thường. Trương Dương nói, lần này ít nhiều có lãnh đạo tỉnh giúp đỡ, Bí thư Tống trong chuyện này cũng cấp cho sự khẳng định rất lớn, khiến tôi tràn ngập lòng tin, tỉnh trưởng Chu còn tự mình tới kinh thành điều đình chuyện này, nếu không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cung Hoàn Sơn càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu, Trương Dương rõ ràng đang khoe khoang quan hệ của hắn, Cung Hoàn Sơn ở Bắc Cảng công tác nhiều năm như vậy, tự hỏi cũng tính là cẩn trọng, nhưng chính thích so sánh với với Trương Dương thì thật sự là thua chỉ kém em, trong chiều không có người. Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương tỉnh lãnh đạo tỉnh coi trọng cậu như vậy, cậu phải biết quý trọng, phải tránh kiêu tránh gấp, làm tốt công tác, người trẻ tuổi nhất định phải kiên định, đừng quá tham việc, làm tốt công tác trong tay mới là chính đáng. Gã đang mượn cớ giáo huấn Trương Dương, thật ra hành vi của Trương Dương cũng không có gì đáng phê bình, Cung Hoàn Sơn chỉ biết thông qua những lời này để biểu đạt một chút sự buồn bực trong lòng. Trương Dương nói, tôi vẫn luôn làm như vậy, câu này khiến những lời tiếp theo của Cung Hoàn Sơn phải nuốt trở lại ý của tôi là đang làm rất tốt không cần anh phải thuyết giáo cung hoàn sơn ho khan một tiếng lần này bị hắn làm cho nghẹn rồi trương dương nói thị trường cung ngài hay là hút hít thuốc thôi sức khỏe của vốn của cách mạng sức khỏe của ngài không chỉ thuộc về mình mà còn thuộc về đảng và nhân dân ngài không quý trọng thân thể chính là không quý trọng đảng và nhân dân thằng ôn này là trả thù thuần túy cung hoàn sơn nói cậu đừng chụp mũ tôi trương dương cười nói thị trường cung Thật đấy, tôi trước đây học y, đã từng học khóa giải phẫu, ngài không nhìn thấy người hút thuốc là phổi đều đen ư, còn có khối u nữa, phổi thối đến nơi rồi, đảm bảo ngài nhìn một cái, về sau cứ thấy thuốc là nôn. Cung Hoàn Sơn bị hắn nói cho nghe mà phát tẩm, trong lòng mắng thầm, cậu đang chù tôi chết phải không? Chương 1543, xin đề bạt một. Trương Dương tiếp tục nói, hôm nào tôi dẫn anh đi xem phổi của người bị ung thư phổi. Cung Hoàn Sơn ngăn lại, cậu đừng nói nữa, tôi không hút nữa là được chứ gì. Gã dập nửa điếu thuốc còn lại, mẹ nó, cậu thuần túy là khiến lão tử bực mình, Cung Hoàn Sơn trong lòng hận lắm, nhưng hắn không làm gì được Trương Dương. Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương, có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu, chuyện lớn như khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cậu cần phải thương lượng với thị lý, tuy rằng kết quả khiến người ta vui mừng, nhưng cách làm tiền trảm hậu tấu này của cậu cũng không đáng để đề sướng, đối với lãnh đạo là không đủ tôn trọng, chẳng lẽ cậu không tín nhiệm đoàn đội lãnh đạo của chúng tôi ư? Bí thư hạng sẽ rất không vui. Cung Hoàn Sơn chuyển đầu mâu sang hạng thành, thằng cha này dù sao cũng là hạng không dám đảm đương. Trương Dương nói, thị trường cung, cảm ơn lời nhắc nhở của An, chỗ bí thư hạng tôi sẽ tự mình đi giải thích. Ẩn ý là anh không cần phải quan tâm. Đã nói tới nước này thì không còn cần thiết phải nói tiếp nữa rồi. Cung Hoàn Sơn nói, tôi lát nữa còn phải ra ngoài làm việc đã không còn cần thiết phải nói thì gã hạ lệnh đuổi khách, vốn là muốn gọi Trương Dương tới dăn dậy vài câu để chúc giận, nhưng không chút nổi, ngược lại còn mang đầy một bụng tức, cung hoàn sơn tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Trương Dương nói, được, thị trường cung làm việc của ngài đi. Trước khi đi hắn không quên nhắc nhở cung hoàn sơn, ngài hút thuốc ít thôi, thật đó, ngài chưa thấy phổi của người bị ung thư phổi đâu. Cung hoàn sơn lập tức cảm thấy khó thở, hắc hắc, đừng nói nữa gã hận không thể cầm bao thuốc lên ném vào mặt Trương Dương. Trương Dương đi rồi, cùng Hoàn Sơn nhìn bao thuốc trên bàn rồi đột nhiên cầm lên dùng sức pho lại, sau đó ném ra cửa, giết qua kẽ răng, thằng khốn khiếp. Về chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu được thiết lập ở Tân Hải có người tiếc hận, có người tức giận, đương nhiên cũng có người thật lòng cảm thấy cao hứng vì Trương Dương. Tần Thanh là như vậy, Thường Lăng Phong cũng vậy, tối hôm đó mấy vị lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Nội Thành mới Đông Giang Thiết Yến chiêu đãi Trương Dương, tham dự tiệc tối có Tần Thanh, Thường Lăng Phong, Lưu Bảo Toàn, Đường Tự Lập, Thiệu An Khang, Lâm Lương Đức, Hoàng Tây Dân. Những người này trước đây có người quan hệ không tồi với Trương Dương, có người không thích hắn, nhưng trên quan trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không kẻ địch vĩnh viễn, Trương Dương hiện tại đã tới Tân Hải, không có xung đột lợi ích với người bên này, cho nên mọi người gặp nhau thì ngược lại rất vui vẻ. Trước mặt người khác Tần Thanh tất nhiên sẽ không biểu hiện ra vẻ thân thiết đối với Trương Dương. Cô ta giữ chừng mực rất tốt, phong phạm lãnh đạo cũng càng lúc càng đủ, Trương đại quan nhân nhìn thấy tư thái này của bí thư Tần, không khỏi nhớ tới cô ta ở trên giường uyển chuyển triều minh, bí thư Tần quả nhiên là thánh nữ ở trước mặt người khác, cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có thể trở thành một dâm nữ quyến rũ, nữ nhân như vậy thật sự là cực phẩm, lão tử Hà Đức hà năng mà có thể gặp được giai nhân như vậy. Tần Thanh lưu ý thấy ánh mắt của Trương Dương, giống như đoán được suy nghĩ của hắn, trên mặt thoáng hiện một tia thẹn thùng, cô ta cầm chén rượu lên nói: nào, chúng ta cùng nhau hoan nghênh tiểu trương về thăm Đông Giang. Trương Dương cười nói, cảm ơn các vị đã thịnh tình khoản đãi, ai cũng nói người đi thì trà lạnh, nhưng tôi ở trong đoàn đội của Bộ Chỉ huy Nội Thành mới này, cảm nhận được tình bạn thân thiết của các đồng chí, con người tôi làm việc tự do tản mạn, cũng không biết bận tâm tới cảm thụ của người khác, trước đây nếu có chỗ nào đắc tội với mọi người thì hy vọng mọi người đừng chấp tôi, mọi người được làm cộng sự với nhau chính là hữu duyên, sau này tôi cũng hoan nghênh mọi người tới Tân Hải làm khách mọi người bật cười cùng uống chén rượu này với trương dương phó chủ nhiệm hội quản ủy lâm lương đức nói trương dương anh ở tân hải làm không tồi chúng tôi đều nghe nói tới việc khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của bình hải được đặt ở tân hải chúc mừng anh trương dương nói chuyện này vẫn chưa được phê duyệt chính thức có điều chắc không có vấn đề gì may mà có tỉnh lý ra sức ủng hộ chúng tôi chủ nhiệm hội quản ủy lưu bảo toàn nói trương dương tôi nghe nói tân hải sắp bỏ huyện lập thành phố anh về sau chính là bí thư thị ủy rồi. Trương Dương cười nói, đổi thang mà không đổi thuốc thôi, vẫn là thành phố cấp huyện, quyền lực của tôi chỉ lớn hơn một chút, cấp bậc vẫn là cấp ban, không thể so sánh với các anh được. Tần Thanh nói, Tiểu Trương, cậu còn trẻ, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Trương Đại Quan Nhân nói, mong rằng bí thư Tần sẽ đề bạt nhiều hơn. Tần Thanh cười nói, hiện tại hiện tại không quản được cậu nữa rồi, cậu là do bí thư hạng quản. Trương Dương tỏ vẻ khiêm tốn, cái này cũng nhờ sự tài bồi trước đây của Bí thư Tần, cũng phải cảm ơn các vị đã vô tư giúp đỡ tôi. Tất cả mọi người phát hiện Bí thư Trương lần này so với trước đây thì khiêm hư hơn nhiều. Lưu Bảo toàn hỏi tình hình gần đây của Chu Sơn Hổ, không thể không quan tâm được. Hiện tại con gái Y Lưu Ghi Đình đã quấn chặt lấy Chu Sơn Hổ, Y cũng phát hiện Chu Sơn Hổ này tuy rằng là xuất thân nông thôn nhưng tính tình thành thực hiện lương đã tiếp nhận sự thật là chu sơn hổ sẽ trở thành con rể tương lai của y rồi trương dương cười nói biểu hiện của sơn hổ không tồi gần đây đang thi đại học lưu bảo toàn nói người trẻ tuổi biết tiến tới là tốt y uống một rượu với trương dương rồi lại nói trương dương tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp trương dương gật đầu chủ nhiệm lưu cứ nói lưu bảo toàn nói con gái tôi hy đình năm nay tốt nghiệp rồi nó học về ngành điện vốn là tôi định để nó tới Đông Giang công tác, nhưng nó một lòng muốn tới Tân Hải với hổ tử. Trương Dương cười nói, cái này thì có gì khó đâu, chủ nhiệm lưu, chờ cô ta tốt nghiệp rồi, anh cứ bảo cô ta tới tìm tôi, chuyện công tác cứ để tôi lo. Lưu Bảo Toàn vừa cao hứng là uống liền với Trương Dương hai chén, thường lăng phong cả tối đều rất trầm mặc, gã vốn không thích tham dự trường hợp như vậy, Trương Dương chủ động tìm gã uống rượu, thành tâm thỉnh giáo, lăng phong, làm khu miễn thuế tôi thật sự giống như là cô nương về nhà chồng vậy, ở phương diện này anh phải giúp tôi ra chủ ý. Thường Lăng Phong cười nói, anh đừng khiêm nhường nữa, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Tần Thanh nói, thỉnh giáo thì thỉnh giáo, nhưng không cho đoạt người từ chỗ tôi đâu. Trương Dương cười ha ha, nói, loại đại tài như Lăng Phong mà tới địa phương nhỏ như Tân Hải thì thật sự là rất vỉ khuất, tôi sao có thể làm lỡ giờ tiền đồ của anh ta được thường lăng phong nói bí thư trương cầu hiền như khát nước tôi cũng có thể giúp anh tiến cử vài ba người thường lăng phong đã chuẩn bị xuất ngoại rồi sau khi chuyện ở kinh thành phát sinh gã không muốn ở trong nước nữa chuẩn bị sau khi việc xây dựng của nội thành mới đi vào quỹ đạo thì rời khỏi trương duệ dung đã xin xong du học rồi nửa năm nữa là họ sẽ đi trương dương nói hiện tại tân hải thiếu nhất chính là nhân tài càng nhiều càng tốt thường lăng phong nói hai người đều là bạn học đại học của tôi bọn họ một người ở hỗ hải một người ở châu giang hai người đều là thầy giáo đại học cũng đều có tham vọng nhưng không được thi triển hiện tại tân hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu chính là lúc cần dùng người anh có thể mời họ tới trương dương nói người anh đề cử thì nhất định là được có cần tôi đặc biệt đi mời một chuyến không thường lăng phong cười nói thế thì cũng không cần tôi có thể liên hệ với cho bọn họ xem bọn họ có hứng thú không nếu bọn họ cảm thấy hứng thú thì tôi có thể bớt thời gian để liên lạc với bọn họ cùng bọn họ tới Tân Hải một chuyến. Trương Dương nói, Lăng Phong, anh làm xong chuyện này cho tôi, tôi nhất định sẽ cảm tạ anh. Tâm tình của Trương Đại Quan Nhân hiện tại đúng là cầu hiền như khát nước, bên cạnh hắn mặc dù có cao thủ như Vương Trí Cương, nhưng theo sự bắt đầu xây dựng thành thị và xác lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, người thật sự có thể dùng vẫn quá ít, đám lãnh đạo huyện trước đây của Tân Hải, đa số đều không có năng lực gì, chỉ giỏi đấu tranh quyền lực, còn nói tới làm chính sự thì chỉ sợ không mấy ai có thể mang tới được tác dụng. Không khí tiệc tối rất tốt, Trương Dương phát hiện chỉ cần nhảy ra khỏi phạm vi quan trường để nhìn nhóm người này thì cũng tính là không tồi, nhưng quan trường chính là nơi kỳ quái như vậy, một khi anh xâm nhập vào trong đó, một khi có quan hệ với người khác trên lợi ích chính trị, như vậy con người ta sẽ mất đi bản tính. Tối hôm đó khi Trương Dương và Tần Thanh ở cùng một chỗ, hắn đã nói lại sự cảm khái này với Tần Thanh. Tần Thanh cười nói, quyền lực khiến cho người ta lạc lối, bất kỳ ai cũng không nhảy ra khỏi được quy luật này, quyền lực sẽ khiến người ta có một loại cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được, rất nhiều người hưởng thụ quyền lực mà xem nhẹ trách nhiệm cùng tồn tại với quyền lực, chính để theo đuổi sự thỏa mãn này, người trong quan trường mới vì thể mà tranh nhau không dứt ra được, bằng hữu phản bội nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Trương Dương nói, anh hưởng thụ quyền lực, nhưng anh cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình. Thanh, em nói xem loại người như anh có được tính là quan tốt không? Tần Thanh gật đầu nói, trong lòng em anh là một vị quan tốt, anh vẫn là một quan viên khác biệt, em có lúc không hiểu, vì sao anh lại ham thích đối với quan trường như vậy? chương 1544, xin đề bạt hai. Trương Dương nói, hiện tại đã không còn nhiệt từ như trước kia nữa rồi, lúc trước anh một lòng chỉ muốn thăng quan, nhưng em nói đúng, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, anh hiện tại đã nghĩ nhiều hơn tới làm sao mới có thể làm tốt công việc, chứ không còn là thăng quan nữa." Tần Thanh nói, anh trên xử lý quan hệ với lãnh đạo vẫn còn khiếm khuyết nhiều lắm, chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu tuy rằng là chuyện tốt, nhưng anh cũng không phải là lần đầu tiên vòng qua phía Bắc Cảng, điều này sẽ khiến lãnh đạo thượng cấp của anh khó chịu, cảm thấy quyền uy của bọn họ bị khiêu chiến và miệt thị, sẽ bất lợi đối với việc khai triển công tác trong tương lai của anh. Trương Dương cười nói, nếu anh không vòng qua họ để đám lãnh đạo bắc cảng đó chen vào, vậy thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu lần này cho dù là xin thành công thì có 89 phần 10 là không được đặt ở Tân Hải. Chính sách hiện tại của bắc cảng nghiêng về cảng mới. Từ sau khi cảng mới được dựng lên, cảng Phước Long của bỏ anh bị khốn trong trạng thái bị lãnh đạo thành phố bỏ rơi. Thời gian anh tới Tân Hải tuy rằng không dài, nhưng cũng nhìn ra trình độ quản lý chỉnh thể của đám lãnh đạo này rất thấp, trong việc thống trị bắc cảng làm ra không ít hôn chiêu. Hơn nữa đám người này lòng dạ hẹp hòi, từ sau khi anh xin cho Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, trong lòng bọn họ liền tách Tân Hải ra ngoài Bắc Cảng, trên chính sách cũng tốt với các huyện khác hơn Tân Hải nhiều. Tân Thanh nói, năng lực cá nhân của anh quá mạnh mẽ, hơn nữa lòng ham muốn quyền lực cũng rất thịnh, làm lãnh đạo thượng cấp của anh cảm thấy quyền lực và địa vị của bọn họ bị uy hiếp, lạnh nhạt, thậm chí là phản cảm với anh cũng là bình thường. Trương Dương nói, anh thật sự không hiểu đám người này, có tinh lực để đấu tranh nội bộ, vì sao không quan tâm tới dân sinh một chút. Vì sao không đem tinh lực đặt ở quản lý, trình độ kinh tế của Bắc Cảng trước mắt ở Bình Hải thuộc loại kém nhất, chẳng lẽ vẫn không đáng để bọn họ nghĩ lại về công tác của mình ư? Tần Thanh ôm vai Trương Dương, mặt dí sát vào mặt hắn, nói thật ra với tính cách của anh cũng không thích hợp với Quan Trường, nếu không phải là anh đủ mạnh, chỉ sợ đã bị đánh cho túi bụi rồi. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều từng nói, anh chính là một cây gậy chọc cứt của Quan Trường, đi đến đâu là chọc chỗ đấy. Tần Thanh cười nói, các so sánh của ông ta cũng khá chuẩn xác, có điều anh lần này cần phải chuẩn bị tâm lý, khu bảo lưu thuế nhập khẩu là một khối thịt béo, tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm. Tân Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Em thấy Tân Hải gần đây sẽ có một sự phát triển với tính bành trướng, anh nhất định phải nắm chắc, nhất định phải trí công vô tư, nắm trong tay cục diện chính trị là một môn học vấn rất lớn, trong quá trình này. Nếu anh xử lý không thỏa đáng, rất có thể sẽ tạo thành sai lầm. Trương Dương ôm eo nhỏ của Tần Thanh, để cô ta ngồi lên đùi mình, tay thò vào trong áo ngủ của cô ta, thưởng thức bộ ngực đẫy đà đó. Hai điểm ở trước ngực Tần Thanh dưới sự vuốt ve của hắn rất nhanh liền phát sinh biến hóa, Tần Thanh nói, nói chuyện tử tế đi. Trương Dương hôn cô ta một cái rồi nói, thật ra anh phát hiện làm phó thủ cho em vẫn tốt hơn, nếu em làm bí thư thị ủy Bắc Cảng, anh bí thư huyện ủy Tân Hải thì tốt biết bao. Hắn chỉ nói thôi, sau khi có chuyện của nội thành mới Đông Giang, một tổ hợp như vậy đương nhiên là không thể có khả năng. Tần Thanh nói, anh hiện tại cánh cứng rồi, em không khống hế anh được nữa. Trương Dương cười nói, cánh cứng đến mấy ở trước mặt em cũng không dơ lên nổi, muốn cứng thì chỉ có cái đó cứng thôi. Mông của Tần Thanh trên đùi hắn bỗng nhiên động một cái, vội ý ma sát cái chỗ cứng ngắc của hắn, cười nói anh đó, đúng là tinh lực tràn trề. Trương Dương nói, không có chút tinh khí thần thì sao có thể phục vụ được bí thư tần thật tốt. Tần Thanh nói, lại nói linh tinh rồi. Trương Đại Quan Nhân cầm lấy tay cô ta, đặt ở trên bộ vị đang nhô lên như cái lều của mình, xin bí thư tần đề bạt. Tần Thanh ném cho hắn một cái nhìn điên đảo chúng sinh, vươn tay ấn vào vai Trương Dương khiến hắn nằm xuống, ôn nhu nói, vậy tôi sẽ đề bạt anh. Sự đề bạt tận tâm hết sức của bí thư tần khiến Trương Đại Quan Nhân tinh thần chấn hưng, ôn nhu xã mặc dù tốt, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác, trương đại quan nhân sáng sớm đã chuồn khỏi nhà gia môn, thằng cha này hiện tại đối với việc hành tung giấu kín đã ngựa quen đường cũ, buổi sáng tới trường đảng cầm một số tư liệu học tập, trương đại quan nhân đã học nghiên cứu sinh, lăn lộn ở trong quan trường, không có bằng cấp thì nửa bước cũng khó đi. Trở lại nhà khách chính phủ tỉnh, tới quầy lễ tân cầm vé xe nhờ họ đặt giúp, còn có một ngày ở Đông Giang nữa, hắn chuẩn bị tới chỗ mẹ lại nhận được điện thoại của Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng ngữ khí của Lưu Diễm Hồng tràn ngập trách cứ, "Trương Dương, sao đến Đông Giang mà không tới chỗ tôi?" Trương đại quan nhân cười nói, "Thính trưởng Lưu, chỗ ngài là thính giám sát, ngài là bí thư ủy ban kỷ luật, tôi không phạm sai lầm, không có việc gì tới chỗ ngài để tìm xui xẻo à?" Lưu Diễm Hồng nói, "Cậu đến đây một chuyến, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cậu." Trong lòng Trương Dương vẫn luôn coi Lưu Diễm Hồng là chị, Lưu Diễm Hồng chiếu cố hắn rất nhiều đối với sự triệu kiến của Lưu Diễm Hồng, Trương Dương không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn ngoan ngoãn tới văn phòng của Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng đã chuẩn bị trà. Trương Dương vừa vào cửa liền nói: "Ôi trà, chị Lưu, chị trông trẻ quá, không được, cứ thế này mãi không được đâu. Chị càng sống càng trẻ ra, lần sau tôi gặp chị phải gọi là em mất." Lưu Diễm Hồng bị hắn trêu cho mặt mày hớn hở, gắt nhóc con, chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Ngồi xuống lần sau không được gọi tôi là chị lưu phải gọi là cô trương đại quan nhân nói tôi chưa hồ đồ đâu tôi không thể nào gọi một nữ thanh niên chưa kết hôn là cô được lưu diễm hồng nói hãy thành thật một chút cho tôi ngồi xuống trương dương ngồi xuống sofa nhìn thấy trên bàn trà có trà và hạt dưa cầm một hạt lên cắn nói viên đạn bọc đường thính trưởng lưu chị hôm nay có chủ ý gì à lưu diễm hồng đặt một chồng tài liệu tố cáo lên bàn trà Trương đại quan nhân nhìn lướt qua, lại tới nữa à, chị nói xem, các chị cả ngày làm mấy cái này không chán à, không bị đố kỵ là hạng tầm thường, tôi nếu thực sự phạm sai lầm, chị nếu có chứng cứ, cứ còng tôi lại, xong quy tôi, vấn đề là tôi không lần, lần sau gặp những thứ vỡ vẩn này thì chị mau đốt đi giúp tôi, nếu không mang bán phế liệu cũng được. Lưu Diễm Hồng nói, rồi bỏ không bâu chứng không thủng. cậu nếu làm việc gì cũng quang minh chính đại thì sẽ không có nhiều người tố cáo cậu như vậy trương dương nói tố cáo lần này có sáng ý gì không lưu diễm hồng nói danh tiếng của cậu trong lãnh đạo bắc cảng cũng không được tốt lắm trương dương nói chuyện này để bộ tổ chức quản đi lưu diễm hồng nói cậu đó tôi gọi cậu tới không phải là để dạy cậu mà là để nhắc nhở cậu đừng có đắc tội với nhiều người như vậy làm quan thì cũng phải chú trọng quan hệ tốt với đồng sự trương dương nói có phải có cán bộ tân hải tố cáo tôi không Lưu Diễm Hồng nói, chuyện của cậu và Hồng Thi Kiều sao được đưa tới chỗ tôi nhanh như vậy? Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Vương bắt đản, lát nữa tôi sẽ tìm mấy kẻ bọn chúng tính sổ. Lưu Diễm Hồng nói, lại thế nữa, cái tính xấu của cậu lúc nào mới có thể sửa được? Tôi mà thay đổi thì tôi còn là tôi không? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, cậu đã xem qua một bộ phim truyền hình chưa? Gì cơ? Cảnh sát mặc thường phục, cậu nếu mặc cảnh phục đi trên đường, ăn trộm trên đường nhìn thấy cậu khẳng định sẽ không dám gây án, nhưng nếu cậu mặc thường phục, ăn trộm sẽ tưởng là an toàn, bắt đầu vươn tay ra. Trương Dương Minh bạch ý tứ của cô ta, cười nói, chị là nói tôi sau khi tới Tân Hải, có một số tham quan ô lại cũng không dám vươn tay ra, thế không phải vừa hay chứng minh tôi là một thanh quan ư. Lưu Diễm Hồng nói, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, làm việc gì cũng đừng lộ liễu quá, có đôi lúc mưa to ào ào ngược lại không giải quyết được tình hình hạn hán, bởi vì đất không kịp hấp thu nước thì nước đã chảy đi mất rồi mưa xuân thấm vật không tiếng động mới là căn bản chi đạo để giải quyết vấn đề trương dương cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói nói đi nói lại chị vẫn muốn tôi nằm vùng cho chị ở tân hải lưu diễm hồng nói chỉ là bảo cậu hiệp trợ công tác của tôi thôi trương dương nói rốt cuộc là chị muốn tôi làm gì lưu diễm hồng nói cậu hiện tại bất kể là với tân hải hay là bắc cảng đều có chút không hợp nhau muốn tra ra vấn đề nhất định phải dung nhập vào trong đó. Trương Dương cười nói, chỉ muốn nói, bọn họ tham ô thì tôi cũng phải tham ô theo. Lưu Diễm Hồng nói, không phải ý này, cậu phải để cho người khác tín nhiệm cậu, tiếp nhận cậu, để đạt được mục đích này, cậu có thể làm ra một số thay đổi, làm người góc cạnh phân minh quá cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu thực sự có người tặng quà cho tôi, chị bảo tôi nhận hay không nhận. Lưu Diễm Hồng nói, vậy phải xem có cần thiết hay không, nếu có thể thông qua những chuyện này để tra ra vấn đề của Bắc Cảng, như vậy cậu có thể nhận, chỉ cần thông báo đúng lúc cho tôi, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương nói, chị yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức. Lưu Diễm Hồng nói, quên chúc mừng cậu, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, đây chính là chuyện tốt. Trương 1545, Úng Ngập một. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, tôi vốn cũng hy vọng giữ bí mật mà tới, nhưng hiện giờ phát hiện toàn thế giới biết rồi." Lưu Diễm Hồng cười nói, "Chuyện tốt mà, sợ cái gì?" Trương Dương nói, "Chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu, hiện tại tôi lại bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió rồi, hiện tại không biết có bao nhiêu người ở sau lưng tôi hâm mộ và ghen tị đâu." Lưu Diễm Hồng nói, "Cậu không phải đã nói, không bị người khác đố kỵ thì là hạng tầm thường ư, có thể tranh thủ khu bảo lưu thuế nhập khẩu tới tay, vừa hay chứng tỏ cậu là một nhân tài." Trương Dương nói, tôi tới Tân Hải chưa được bao lâu thì tài liệu tố cáo tôi đã tích lại nhiều như vậy, chờ sau này khu bảo lưu thuế nhập khẩu bắt đầu được dựng lên, còn không biết sẽ có bao nhiêu tài liệu tố cáo, cái đó, thính trưởng lưu, về sau tài liệu tố cáo tôi nếu có sang ý, có tính đại biểu thì chị giúp tôi siêu tập lại, tôi đọc tham khảo một chút. Lưu Diễm Hồng không nhịn được liền bật cười, cậu cũng lạc quan nhỉ. Mua vui trong nỗi khổ mà, người ta cả ngày tố cáo tôi, tôi cũng nghiên cứu thử, học tập một chút để tố cáo người khác. Nói tới đây Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương là hạng rất háo sắc, nhìn thấy cô nương trẻ tuổi xinh đẹp là nước miếng chảy thành dòng. Lưu Diễm Hồng vươn tay ra, chứng cớ. Trương Đại Quan Nhân nói, trước mắt không có chứng cớ, có điều thằng cha đó tuyệt đối là lão sắc quỷ, khi ở kinh thành hắn muốn xuống tay với Hồng Thi Kiều, cuối cùng vẫn là tôi giúp đỡ cô ta làm lá chắn. Lưu Diễm Hồng cười nói, nhưng người ta và Hồng Thi Kiều thì không sao. Cuối cùng là cậu và Hồng Thi Kiều xảy ra vấn đề. Trương Dương bụng đầy ủy khuất, oan uổng quá. Căn bản là toàn gia của Hồng Trường Thanh thông đồng hại tôi. Tôi đối với Hồng Thi Kiều một chút ý đồ cũng không có. Như kiểu cô ta, cả nhà cộng lại cũng không bằng một ngón chân của Yên Nhiên. Được rồi, được rồi, đừng quảng cáo mình nữa. Cậu hạng người nào tôi chẳng lẽ không biết? Yên Nhiên theo cậu thật sự là ủy khuất cho nó. Trương đại quan nhân cười khổ nói, chị Lưu, tôi gọi là cô Lưu là được chứ gì, những lời này không thể nói lung tung được, chị là phó bí thư ủy ban kỷ luật, chúng ta trăm ngàn lần không thể tùy tiện chụp mũ đồng chí của mình được, tôi đối với yên nhiên là thực lòng. Lưu Diễm Hồng nói, cậu trột dạ à, tôi có tố cáo gì cậu đâu. Trương Dương nói, chị Lưu, tôi biết chị muốn tôi làm gì, nhưng chị cũng không thể uy hiếp lợi dụng tôi được, tôi chút trí khí này thì vẫn có, uy võ không thể khuất, phú quý không thể dâm. Lưu Diễm Hồng không khỏi bật cười, được rồi, đừng coi mình như liệt sĩ nữa. Điện thoại trên bàn đổ chuông làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ. Lưu Diễm Hồng đứng dậy đi nghe điện thoại, Trương Đại Quan Nhân cũng không muốn nghe, nhưng thính lực siêu cường của hắn cơ bản vẫn hóng được người ta nói gì. Người gọi tới là Ngô Minh, Lưu Diễm Hồng xem ra tâm tình không tồi, chịu tán gẫu với Ngô Minh, Trương Dương ra hiệu cho cô ta, ý bảo mình phải đi. Lưu Diễm Hồng một tay che microphone, cười nói, cậu đừng quên những lời tôi nói vừa rồi. Trương Dương ngồi chuyến tàu đêm tối hôm đó trở về Bắc Cảng, chuyến đi tới Đông Giang này có thể nói thu hoạch phong phú, lúc hắn mới tới Đông Giang không ngờ chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu lần này tiến hành thuận lợi như vậy. Lần này trở về không có ba vị mỹ nữ làm bạn, có điều cũng vui vì được yên tĩnh, Trương Dương sau khi lên xe liền tiến vào mộng đẹp, sáng sớm tỉnh lại thì đã sắp đến Bắc Cảng, bên ngoài trời mưa rất to, Trương Dương thu thập hành lý xong trước tiên gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ, tối hôm qua hắn trước khi lên xe đã liên hệ với Chu Sơn Hổ, nhưng gã sáng nay đến nhà ga đón mình. Chu Sơn Hổ nói, bí thư trường Bắc Cảng Bắc Cảng mưa to, đoạn đường tới nhà ga ứ động nghiêm trọng, xe không qua được. Trương Dương nói, bên cạnh Bắc Cảng chính là biển lớn, sao có thể ngập úng được. Chu Sơn Hổ nói, cảng khu không có một giọt nước, nhưng trung tâm thành phố thì hệ thống thoát nước cũ lắm rồi, mấy đường ống tích nước nghiêm trọng, tôi tìm được chỗ đỗ xe rồi, lát nữa xe tới đón anh. Trương Dương nói, không cần phiền toái như vậy, cậu trở về đi, tôi bắt xe về. Khi xe lửa đến Bắc Cảng thì mưa càng to, sấm mùa xuân liên tiếp vang lên, Trương Dương ra tới cửa thì nhìn thấy Chu Sơn Hổ đứng trong đám người, liều mạng hô lớn, bí thư Trương, bí thư Trương. Trương Dương bật cười, hắn len qua dòng người đi tới trước mặt Chu Sơn Hổ, nhìn thấy Chu Sơn Hổ hai ống quần sắn cao, nhưng quần vẫn ướt đẫm, Thằng Ôn này hiển nhiên là lội nước tới, Chu Sơn Hổ nói, tôi để xe ở cục xây dựng, lúc này trời mưa thật sự quá lớn, vừa rồi Đài khí tượng dự báo thời tiết nói, trận mưa này là lớn nhất trong 20 năm qua. Nói cái gì mưa đổ một ngày đã đạt tới 100 mm, trong nhiều chỗ xuất hiện úng ngập. Trương Dương chỉ quan tâm tới Tân Hải, Tân Hải thế nào? Chu Sơn Hổ cười nói, Tân Hải vẫn ổn, có thể là vì ở sát biển. Trương Dương nghe thấy Tân Hải không sao thì cũng yên lòng. Chu Sơn Hổ đón lấy hành lý trong tay hắn rồi đưa cho hắn một cái ô. Đứng ở cửa cả nửa ngày vẫn không thấy có xe taxi, Trương Dương chỉ chỉ khách sạn Nam Châu phía trước, trận mưa này không tạnh được ngay đâu, trước tiên qua bên đó nghỉ ngơi đó. Khách sạn Nam Châu cũng là một trong những khách sạn cấp 5 sao của Bắc Cảng, là một nhà khách sạn ngoại giao. Hai người đột mưa tới khách sạn, Trương Dương đặt một phòng tiêu chuẩn, về phòng, tắm dưa thay quần áo khô, đi tới trước cửa sổ nhìn, mưa vẫn không có hiện tượng ngưng. Chu Sơn Hổ đưa di động của hắn tới, vừa rồi có hai cú điện thoại. Trương Dương nhìn nhìn một trong số đó một cú điện thoại trong đó là huyện trưởng Hứa Song Kỳ gọi tới, Trương Dương gọi lại. Hứa Song Kỳ rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, xem ra nhất định có chuyện quan trọng cần báo cáo với hắn. Hứa Song Kỳ nói, Bí Thư Trương, ngày về trưa, Tân Hải mưa to quá, nhiều đồng ruộng bị ngập, tình hình thiên tai rất nghiêm trọng. Trương Dương nói, tôi ở Bắc Cảng, mưa bên này cũng rất nghiêm trọng, có thể là sẽ về muộn một chút. Hứa song kỳ nói, tôi đang tổ chức cho cán bộ và quần chúng chống lũ phòng lụt. Trương Dương nói, phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức, bảo đảm an toàn tài sản và sinh mạng của nhân dân trong phạm vi huyệt. Tôi sẽ về thật nhanh, khi tôi không có mặt ở Tân Hải, anh phải toàn quyền phụ trách chỉ huy công tác. Hứa song kỳ dạ một tiếng. Trương Dương gác điện thoại, tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng, Xem ra trận mưa to đột ngột này sẽ mang đến tổn thất kinh tế không thể đánh giá cho Tân Hải. Nghe nói bộ phận địa khu Tân Hải bị ngập, Trương Đại quan nhân có chút đứng ngồi không yên, hắn gọi Chu Sơn Hổ, quyết định mau chóng trở về Tân Hải. Hai người ở trước khách sạn gọi được chiếc xe taxi, chạy tới phía cục xây dựng, bởi vì mưa to, xe taxi đều đẩy giá lên trời, bình thường giá mở cửa là 5 đồng, hiện tại căn bản mở miệng là đòi 50, Trương Dương cũng lười chẳng thèm chấp nhặt với đám lái xe này cho hắn 50 đồng, lái xe đưa bọn họ tới trước cầu tế dân thì không dám đi nữa, cầu vượt đường sắt úng đầy nước, không biết sâu bao nhiêu. Trung quanh có không ít người, có thể nhìn thấy có mấy chiếc xe đang ngập trong đó. Hai người Trương Dương và Chu Sơn Hổ xuống xe, chuẩn bị đi bộ qua đây, nhưng nghe thấy chung quanh có người nói, phiền rồi, chiếc xe đó tiến vào thì không thấy bóng đâu nữa. Còn có người nói, mau cứu người. Nhưng người lên tiếng tuy rằng nhiều, nhưng không có ai dám xuống, những năm này người muốn xả thân cứu người càng lúc càng ít người xem náo nhiệt thì lại càng lúc càng nhiều từ cửa sổ một chiếc xe tắt máy có một người bỏ ra hắn chỉ về phía trước có người bị kẹt bên trong mau cứu người cứu người cứu người miệng hắn thì kêu cứu người nhưng bản thân thì lại liều mạng bồ lên chỗ nước cạn trương dương nhướng mày hắn đưa ô cho chu sơn hổ nói khẽ tôi đi xem thế nào chu sơn hổ quan tâm nói bí thư trương ngài cẩn thận một chút hắn là Việt lên cạn, nếu hắn biết bơi thì khẳng định sẽ giành đi trước, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương đi vào trong hồng thủy. Trương Dương trước tiên giúp một gã nam tử bị kẹt trong xe ra ngoài, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, đi chưa được mấy bước thì nước đã ngập tới ngực hắn, hắn nín thở, chui xuống bước bơi đi, loại cầu vượt ngầm này vốn tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, một khi không thoát nước được thì rất đi tạo thành úng ngập, chỗ sâu nhất thậm chí đạt tới 3 mét, xe bình thường mà tiến vào thì bị ngập hết. Trương Dương rất nhanh liền tìm được chiếc ô tô bị ngập trong nước đó, nước lũ cực đục, Trương Đại Quan Nhân không mở mắt, hắn tìm được tay nắm cửa ra sức kéo, tay nắm bị hắn giật đứt, nhưng xe thì lại không mở ra được, áp lực ở đáy nước rất lớn là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là quan trọng khác là xe khóa bên trong, Trương Dương bơi tới vị trí kính chắn gió, tay đặt lên kính, thúc đẩy nỗ lực khiến kính vỡ nát, sau đó bơi vào trong, cũng mau là Trương Đại Quan Nhân có công lực này đổi thành người khác thì thật đúng là không dễ dàng phá vỡ kính như vậy hắn ở ghế lái tìm được một thân thể mềm nhũn xác định xác định bên trong xe không còn ai khác lúc này mới ôm thân thể đó bơi đi trương đại quan nhân mang người đó ra khỏi mặt nước tất cả mọi người đều hoan hô trương dương đã đặt được xuống đất hắn ôm người bị nạn bước lên lúc này mới chú ý người mình cứ là một nữ nhân dung mạo của nữ nhân này cũng khá thân hình rất đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền bởi vì bị sặc nước cho nên đã hôn mê. Chương 1546, uống ngập 2. Trương Dương đưa cô ta tới chỗ tránh mưa, rất nhanh người xem náo nhiệt đều ùa tới, Chu Sơn hổ cản những người đó lại, những người này chen tới không phải là để giúp đỡ, đa số đều mang tâm lý xem náo nhiệt. Trương Dương sờ sờ mạch đập của nữ nhân đó, ấn vào ngực cô ta vài cái, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo, lặp lại như vậy vài lần cô gái cuối cùng cũng khôi phục được hô hấp và nhịp tim, ho khan kịch liệt, sau đó đột nhiên nghiêng người sang một bên nôn nước vàng ra. Trương Dương biết cô ta đã không sao, lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho Chu Sơn Hổ, hai người nhân lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường, lúc này không biết từ đó có ánh đèn lóe lên. Hai người vòng qua cầu vượt, tới cục xây dựng, mưa vào lúc này đã có dấu hiệu giảm nhẹ, Trương Dương và Chu Sơn Hổ trên người ướt súng, cũng may hành lý đã cho vào túi trông ướt các thiết bị di động bên trong không bị ảnh hưởng. Chu Sơn Hổ khởi động chiếc Toyota Việt giã đó, bởi vì cân nhắc tới việc ngập nước, gã hôm nay lái xe Việt giã tới, không ngờ vẫn không qua được cầu tế dân. Có điều đường từ đây về Tân Hải cũng coi như thông thuật, chỉ bị úng ngập cục bộ, không tính là nghiêm trọng. Trương Dương trên đường cũng nhìn thấy ruộng vườn bị ngập cục bộ, thấp giọng thở dài, nhà giọt gặp mưa rầm, thu hoạch năm nay của năm nay lại bị ảnh hưởng rồi chu sơn hổ nói bí thư trương toàn bộ bắc cảng đều vậy tân hải coi như còn tốt chán trương dương nhìn thấy mưa bên ngoài tựa hồ có dấu hiệu ngừng lại hạ cửa kính xe xuống để không khí trong lành sau cơn mưa ùa vào trong xe phía trước đã là nội thành tân hải khiến trương dương vui mừng là toàn bộ nội thành rất ít nhìn thấy hiện tượng ngập úng xem ra hệ thống thoát nước của tân hải không tồi đương nhiên cái đó có liên quan tới tân hải gần biển lớn chu sơn hổ trực tiếp lái vào trung tâm hành chính huyện Trương Đại Quan Nhân cả người ướt súng đi vào ký túc xá, tới văn phòng mình, trên đường gặp Phó Bí Thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết. Lưu Kiến Thiết nhìn thấy Trương Dương ướt súng thì trong lòng thầm buồn cười, ngoài miệng thì lại ra vẻ kinh ngạc nói, Bí Thư Trương, ngài về lúc nào vậy? Trương Dương nói, huyện trưởng hứa gọi điện thoại cho tôi, nói rất nhiều nơi bị ngập úng nghiêm trọng, ruộng đồng cũng bị ngập, cho nên tôi vội về xem thế nào. Lưu Kiến Thiết nói, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, huyện của chúng ta ở ven biển hệ thống thoát nước không tồi, mấy vị lãnh đạo của huyện Lý xuống xuống, đích thân tới tuyến đầu chỉ huy chống lũ phòng lụt, tôi ở lại phụ trách bên này, căn cứ vào tin tức vừa mới đưa về, tổng thể vẫn ổn, địa khu thụ tai cục bộ, không tính là quá nghiêm trọng. Trương Dương nghe hắn nói như vậy thì cũng yên lòng, trở lại văn phòng của mình, trong phòng nghỉ của hắn là có nước ấm 24 trên 24, Trương Đại Quan nhân tắm qua rồi thay quần áo sạch, trước khi hắn đi ra thì nhìn thấy cán bộ huyện lý xuống chỉ huy chống thiên tai đã lục tục trở về. Thân là bí thư huyện ủy, Trương Dương đương nhiên phải thăm hỏi hắn hắn ra ngoài trụ sở, nhìn thấy huyện trưởng hứa xong kỳ được một đám người vây quanh trở về. Hứa xong kỳ hai ống quần sắn cao, trên người cũng ướt súng, đôi ủng cao su đầy bùn, có mấy phóng viên còn đi theo bên cạnh hắn phỏng vấn, nhìn thấy bí thư huyện ủy Trương Dương xuất hiện, đám phóng viên đám đem di rời mục tiêu, chen về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân lúc này không có hứng thú nghe phỏng vấn, bảo phó trường trinh gọi bảo vệ tới ngăn cản phóng viên. Đi cùng với hứa song kỳ, hắn vươn tay về phía hứa song kỳ, lão hứa, vất vả rồi. Hứa song kỳ bắt tay hắn, nhìn thằng cha này quần áo ngăn nắp, trên người còn có mùi thơm sau tắm rửa, trong lòng không khỏi khinh thường, nghĩ thầm anh cả ngày hót như khiếu, tự cho mình như thanh thiên đại lão ra, vừa rồi lúc trời mưa anh ở đâu. Còn không phải là tôi dẫn những cán bộ này đích thân tới tuyến đầu chỉ huy chống lũ giải nguy ư? Thật ra tình hình thiên tai của Tân Hải không nghiêm trọng lắm, Hứa Song Kỳ đội mưa chạy lên tuyến đầu, cũng không chỉ là vì dân sinh, trong đó cũng có thành phần thiêu hoa, dù sao y hắn đi cũng không giúp được gì, ngược lại biến thành khiến cả đám cán bộ hương chấn kinh sợ, bỏ hết công tác trong tay đi đón vị huyện trưởng đại nhân này. Trong lời nói của Hứa Song Kỳ không hề thiếu thành phần khuyết đại ở bên trong, bí thư Trương lượng mưa lần này ở Tân Hải là lớn nhất từ lúc lập nước đến nay. Trong 24 tiếng đồng hồ lượng mưa đạt tới 100mm, Tân Hải nhiều chỗ xuất hiện tình hình tai nạn. Trương Dương nói, nhất định phải làm tốt công tác an trí cho quần chúng gặp tai họa, bảo đảm an toàn cho sinh mạng và tài sản của người dân. Hứa xong kỳ nghĩ thầm anh cũng không có sáng ý gì cả nói như vậy nói như vậy thì tôi cũng nói được. Trương Dương nói, lão hứa à, trở về tắm rửa thay quần áo đi, một giờ sau chúng ta mở cuộc họp thường ủy. Hứa xong kỳ ừ một tiếng. Trương Dương lại thăm hỏi gặp mặt các cán bộ tuyến đầu khác. Một giờ sau, cuộc họp thường ủy mở đúng giờ, các thường ủy đều đã tắm rửa sạch sẽ, đúng như lời phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết đã nói tình hình thiên tai của Tân Hải không nghiêm trọng lắm. Trận mưa to này mang đến một số tổn thất về tài sản cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng không có thương vong về người, đối với bọn họ mà nói đây là chuyện tốt. Huyện trưởng hứa xong kỳ trước tiên báo cáo tình hình tai nạn tính đến thời điểm hiện tại, sau đó cường điệu, căn cứ vào dự báo của đài khí tượng, tối nay đến ngày mai vẫn có mưa to. Trương đại quan nhân biết được tình huống của Tân Hải không nghiêm trọng lắm, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều, hắn mỉm cười nói, đầu tiên cảm tạ mọi người trong lúc tôi rời khỏi Tân Hải đã công tác vất vả. Chính nhờ có thái độ công tác đồng tâm hiệp lực một lòng vì dân của các anh mới có thể khống chế được tổn thất do trận mưa to này mang đến trong phạm vi nhỏ nhất, bất kể dự báo của đài khí tượng không đáng tin cỡ nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần. Coi trọng khả năng lớn nhất do thiên tai có thể phát sinh trong tương lai, tôi tin dưới sự hợp tác chân thành của đoàn đội lãnh đạo chúng ta, dưới sự ủng hộ của toàn thể người dân Tân Hải, chúng ta nhất định có thể chiến thắng tai họa do trận mưa to này mang đến. Các thường ủy đều vỗ tay dẫn đầu là phó huyện trưởng thường vụ đồng Ngọc Vũ, hắn biết mình nếu không vỗ tay, ánh mắt của Trương Dương khẳng định sẽ hướng về mình trước tiên, hắn là người mang trách nhiệm dẫn đầu. Trương Dương nói, hiện tại tôi tuyên bố một tin tức tốt với mọi người. Trương Đại Quan Nhân nói tới đây thì tạm dừng một chút, cầm chén trà của mình lên uống mấy ngụm, làm lãnh đạo đều là như vậy, quen thừa nước đục thả câu rồi. Ánh mắt của tất cả thường ủy đều nhìn Trương Dương, đa số người nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của Trương Dương thì nghĩ thầm 10 phần có 9 là chuyện bỏ huyện lập thành phố đã được phê duyệt rồi, gần đây thằng cha này không phải đang ra sức làm chuyện này ư. Trương Đại Quan Nhân không nhanh không chậm nói, mục đích chủ yếu mà lần này tôi tới tỉnh Lý là để chứng thực một chuyện, xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải. Hiện trường xôn xao, trong mắt những thường ủy Tân Hải này, với tình trạng hiện giờ của Tân Hải, xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu tựa hồ có chút như người si nói mộng, Chuyện tốt như vậy sao lại rơi xuống nơi thâm sơn cùng cốc của bọn họ? Trương Dương nói, tỉnh lý rất coi trọng đơn xin của tôi, lãnh đạo tỉnh đều vô cùng ủng hộ đối với chuyện Tân Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, vì chuyện này tỉnh trưởng Chu còn tự mình tới kinh thành tranh thủ cho chúng ta, căn cứ vào tin tức xác thực mà tôi nhận được, quốc vụ viện đã thông qua đơn của chúng ta, đặc biệt cho phép thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên trong tỉnh Bình Hải ở Tân Hải. Hiện trường ồ lên hoan hô tuy rằng đa số thường ủy rất khó chịu trương dương nhưng ai cũng biết thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu đối với tân hải có nghĩa là gì có tấm biển vàng khu bảo lưu thuế nhập khẩu quy mô thành thị của tân hải chẳng khác nào nhảy vọt một bậc tất nhiên sẽ nổ bật trong tất cả hạt huyện của bắc cảng mà thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu có nghĩa là tân hải có quyền mở đó trên ý nghĩa nào đó mà nói thậm chí đoạt đi đi nổi bật của bắc cảng chuyện bỏ huyện lập thành phố mà trương dương trước đó một mực thu xếp tất nhiên cũng nước chảy thành sông phó huyện trưởng thường vụ đổng ngọc vũ không kìm nén được sự kích động trong lòng hắn lớn tiếng nói thật tốt quá bí thư trương tôi không thể tin được chuyện này là thật sau khi tân hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta ở bắc cảng không chúng ta ở toàn bộ bình hải sẽ là đệ nhất gia sức hấp dẫn của chúng ta đối với các nhà đầu tư tất nhiên sẽ tăng lên bí thư trương ngài quá lợi hại thằng cha này ngang hiên vỗ mông ngựa hứa xong kỳ nhìn hắn với vẻ khinh bỉ trong lòng vô cùng khó chịu Đồng Ngọc Vũ trước đây còn có chút cố kỵ đối với việc nghiêng về phía Trương Dương, hôm nay xem ra đã quyết tâm rồi, hắn tựa hồ đã nhận định Trương Dương tất nhiên sẽ là người thắng cuối cùng, hiện tại đã công nhiên đứng về phía Trương Dương. Trương Dương nói, thân là bí thư huyện ủy Tân Hải, tôi đương nhiên nên cố gắng vì sự phát triển của Tân Hải, tôi tin các đồng chí đang ngồi đây cũng giống như tôi. Cuộc họp cũng đã đến lúc kết thúc, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Phó Trường Trinh vội vàng bước vào, gã đi tới bên cạnh Trương Dương thì thầm vài câu, Trương Dương bất giác nhíu mày, xua tay nói tan họp. Trương 1547, sung sướng và sầu bi một. Sau khi tan họp, Trương Dương gọi bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường tới, bảo gã cùng mình tới thôn tưởng vùng ngoại thành, thì ra thôn tưởng xảy ra loạn, trận mưa to này khiến núi đất ở gần thôn tưởng xuất hiện đất lỡ, từ trong lộ ra một ngôi mộ, các thôn dân nghe nói phát hiện cổ mộ, tất cả lao tới tranh cướp. Có hai người chúng cơ quan, Bị nỏ tiến mai phục trong cổ mộ bắn chúng, cũng may không toi mạng, cục văn vật và cục công an huyện đã tới. Có điều hiện tại không chỉ là thôn tưởng ngay cả các thôn trang chung quanh cũng đều nghe nói tới tin tức, tới cổ mộ tranh cướp đồ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tình huống như vậy Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên gặp, không phải mỗi người dân bình thường đều có ý thức pháp luật mạnh, càng thiếu ý thức bảo hộ văn vật. Phát sinh tình huống như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, quan trọng nhất là đừng xảy ra chết người. Trương Dương trước tiên gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, Trình Diễm Đông trước mắt đã dẫn đội duy trì trật tự ở núi đất thôn tường, bởi vì công an và võ cảnh xuất động, tình huống ở hiện trường đã được khống chế. Trương Dương và Chu Tường cùng nhau ngồi xe tới thôn tường, nhìn thấy công an và các chiến sĩ võ cảnh bảo vệ cửa vào của núi đất bị sập, hiện trường còn có không ít người dân tới xem náo nhiệt, vừa rồi đã bắt mấy thôn dân dẫn đầu gây chuyện, tình huống hiện trường trên cơ bản đã được khống chế. Trình Diễm Đông tới trước xe của Trương Dương, gọi một tiếng bí thư trương lại gọi một tiếng bí thư chu trương dương nói tình huống thế nào trình diễm đông nói vẫn ổn may mà người báo cảnh sát đúng lúc không tạo thành tổn thất lớn hơn có điều hai người bị thương hiện tại đang được cấp cứu trương dương nói đi xem thế nào trình diễm đông dẫn bọn họ tới chiếc xe cấp cứu hai thôn dân bị trúng tên đều đang được tiến hành cứu trị khẩn cấp ở hiện trường may mà bọn họ không bị bắn trúng bộ vị yếu hại Trương Dương tới tự mình xem xét vết thương của bọn họ, xác định tên không có độc thì mới yên lòng. Xem xét người bị thương xong, Trương Dương lại đi tới cửa vào cổ mộ, ở đó gặp được cục trưởng cục văn vật huyện Triệu Tử Văn, đồng thời cũng nhìn thấy giáo sư dân biện Lý Xuân Sinh đang phản ánh chuyện này với cấp bộ môn bên trên, Trương Dương ở trước mặt mọi người khen ngợi Lý Xuân Sinh. Bí thư thôn ủy thôn tưởng Hạ Khánh Thung cũng hoang mang rối loạn chạy tới, lần trước bởi vì chuyện trạm thu phí tư mà suýt nữa bị Trương Dương cách chức, lần này thôn hắn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thằng cha này cũng hiểu rõ, chức quan này khó giữ rồi. Cùng đi với Hạ Khánh Thung còn có bí thư vũ cương của Trấn Thành Quan, tâm tình của đám lãnh đạo cơ sở này vô cùng thấp thỏm, hôm nay may mà không chết người, nếu xảy ra án mạng, đám lãnh đạo bọn họ không khéo đều bị cách chức. Cục trưởng Cục Văn Vật huyện Triệu Tử Văn báo cáo với Trương Dương, bí thư Trương, căn cứ vào khám tra bước đầu của chúng tôi, nơi này chắc là một tòa cổ mộ thời Hán, thân phận cụ thể của chủ nhân mộ phải chờ xác nhận thêm. Trương Dương không có hứng thú đối với thân phận của chủ nhân mộ, hắn nói khẽ, nhất định phải làm tốt công tác bảo hộ văn vật, cơ quan công an sẽ phối hợp với các anh để tiến hành bảo hộ cổ mộ, cũng sẽ truy hồi văn vật đã mất, đối với những phần tử quấy rối gây sự thì nhất định phải xử lý thận nặng, nếu không sẽ không có tác dụng cảnh cáo. Bí thư Trấn Thành Quan Vũ Cương nói, Bí thư Trương, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, là tôi không kịp thời nhận được tin tức, không ngay lập tức làm tốt công tác bảo hộ cổ mộ. Xảy ra chuyện như vậy, thân là người phụ trách của Trấn Thành Quan, tôi nên gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Trương Dương nói, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, nhiệm vụ của anh là khiến tâm tình của người dân bình phục lại, phải động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, nói với họ chính sách văn vật của quốc gia, phải khiến bọn họ minh bạch mình sai ở đâu. Vũ Cương liên tục gật đầu. Hạ Khánh Thung đầu đầy buồn bã, Trương Dương nhớ hắn rất rõ, Hạ Khánh Thung, thôn tưởng của các anh lại xảy ra chuyện. Hạ Khánh Thung nói, Bí Thư Trương, tôi cũng có muốn đâu, khi tôi nhận được tin tức, các thôn dân đều chạy tới đây cướp đồ rồi, tôi liều mạng ngăn cản, nhưng chim chết vì mồi, người chết vì tài, bọn họ nhìn thấy nhiều thứ đáng giá như vậy, mắt đều đỏ cả lên, mẹ ruột cũng quên, nói chi tới Bí Thư Thôn ủy như tôi. Trương Dương nói, trong công tác thường xuyên xuất hiện những chuyện bất ngờ, xảy ra chuyện thì không sợ, nghĩ biện pháp giải quyết đi hắn không hề trách cứ hạ khánh thung ngay tại chỗ, lần này ở núi đất phát hiện cổ mộ cũng vô cùng bất ngờ, người dân nhìn thấy văn vật đáng giá, ý nghĩa trong đầu rất nhiều người chính là chiếm làm của riêng, quả thực hạ khánh thung khó mà ngăn cản được. Buổi trưa hôm ấy, Trương Dương cũng không đi, cùng mấy vị lãnh đạo tới nhà bí thư thôn ủy hạ khánh thung ăn cơm, hạ khánh thung để chiêu đãi mấy vị đại lãnh đạo, đặc biệt bảo vợ giết hai con gà trống, lại dán một con cá ba cân. Đa số thôn dân của thôn tưởng thích dựng lầu, nhưng nhà Hạ Khánh Thung thì khác, vẫn là nhà ngói kiểu cũ, mưa to vừa tạnh, trong nhà vẫn còn mùi ẩm mốc, nhìn thấy mưa ngừng rơi, Hạ Khánh Thung liền kê một cái bàn trong sân, mời mấy vị lãnh đạo an vị, Trương Dương nhìn thấy bát lớn bát nhỏ trên bàn, không khỏi trách cứ Hạ Khánh Thung, chỉ tùy tiện ăn bữa cơm thôi, anh làm long trọng như vậy làm gì? Hạ Khánh Thung nói, các lãnh đạo khó khăn lắm mới đến nhà tôi một lần, nói sao cũng phải giết gà mổ cá, gà là vợ tôi nuôi, cá là cha tôi mò được ở ruộng ý của hắn là hắn không dùng tiền công phú cương nói bí thư trương lão hạ là có thành tâm đồ ăn đều được chuẩn bị tốt rồi chúng ta đừng lãng phí trương dương bảo bọn chu tường ngồi xuống lúc này nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng ho khan thì ra là lão gia tử hạ thanh niu của hạ khánh thung đang ở trong phòng trương dương vội vàng bảo hạ khánh thung mời lão gia tử của hắn ra để lão đầu ngồi bên cạnh hạ thanh niu trước đây cũng từng đảm nhiệm chức bí thư tri bộ thôn tưởng trong bụng cũng có chút chữ nghĩa có điều khi ông ta nhậm chức chưa từng được gặp nhiều đại lãnh đạo như vậy, tất nhiên có chút câu nệ. Trương Dương nói, hạ lão bá, tôi nghe nói ngài trước đây là trước đây là bí thư tri bộ thôn tưởng à. Hạ Thanh Nhiêu cười nói, chuyện từ rất lâu rồi, tôi năm nay đã 79 tuổi, không làm bí thư tri bộ thôn đã hơn 20 năm rồi. Hạ Khánh Thung nói, khi cha tôi tại nhiệm thì uy tín cao hơn tôi nhiều. Hạ Thanh Nhiêu nói, Khánh Thung lên làm bí thư tri bộ thôn tôi cũng không giúp được gì, ở giữa đã thay đổi mấy nhiệm, nó vào những năm 90 mới lên chức Trương Dương cười cười, hai cha con nhà này cũng biết chiếu ứng cho nhau. Hạ Thanh Nhiêu sợ quan hệ của bọn họ khiến lãnh đạo nghĩ nhiều, cho nên giải thích mình không giúp đỡ được gì cho con trai. Trương Dương nói, Hạ Lão bá, thôn tưởng có chút lịch sử phải không? Hạ Thanh Nhiêu gật đầu nói, thôn tưởng đã có từ chiều tống, lúc tôi còn nhỏ ở đây còn có phổ vân tự, hương khói thịnh lắm, ngay cả người trong thành Bắc Cảng cũng chạy tới thắp hương nhưng vào những năm 70 đã bị hồng vệ binh đốt, hòa thượng trong chùa cũng bị đánh đuổi, hiện tại chỉ còn là có ba cây bạch quả ở đầu thôn, đã có mấy ngàn năm lịch sự rồi, một gốc cây trong đó vào năm 81 bị xét đánh rụi. Nhắc tới chuyện này Hạ Thanh Nhiêu thở dài không thôi. Trương Dương lại nói, chuyện dưới núi đất có mộ hán ông đã nghe nói bao giờ chưa? Hạ Thanh Nhiêu nói, không rõ lắm, có điều khi tôi còn nhỏ hay trèo lên núi đất chơi đùa, thỉnh thường có thể nhặt được một số tượng đất, lúc ấy cũng không cảm thấy là thứ gì hay ho, cầm người đất về nhà, chưa gì đã dụng mất tay mất chân. Hạ Khánh Thung nói: tôi lúc nhỏ cũng từng chơi rồi, trong ngăn tủ nhà chúng tôi không phải vẫn còn một cái ư? cục trưởng cục văn vật triệu tử văn bảo Hạ Khánh Thung đi lấy. Hạ Khánh Thung đi rồi không bao lâu thì trở lại, hắn cầm trong tay một tượng đất đang múa. triệu tử văn cầm lấy nhìn, kinh hỉ nói: quả nhiên là tượng gốm thời hán. nếu cái tượng gốm này tới từ núi đất vậy thì sẽ là bằng chứng để xác định niên đại của mộ. Hạ Thanh Nhiêu nghe nói tượng gốm là từ trong mộ ra, lập tức nói, vậy anh cầm đi, đồ trong mộ lấy ra xui lắm, tôi sợ. Buổi trưa hôm ấy không uống rượu, khi đi, Hạ Khánh Thung một mình đi tới trước mặt Trương Dương, hắn nói khẽ, bí thư Trương, tôi muốn cầu ngài một chuyện. Trương Dương nói, nói đi, đã chót ăn gà của nhà Hạ Khánh Thung rồi, Trương Đại Quan Nhân cũng không tiện nghiêm nghị với hắn nữa, Hạ Khánh Thung nói, cuộc công an bắt không ít người của thôn tôi, tuy rằng những người này tham tài là sai, nhưng họ dù sao cũng là người nhà quê, không có kiến thức gì, thấy đồ trong thôn thì tưởng là đồ của mình, xin bí thư Trương có thể tha cho họ một mặt lưới. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này công bình công chính, sẽ lấy pháp luật tương quan của quốc gia ra để làm tiêu chuẩn cân nhắc, sẽ không để người tốt bị oan, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu, đương nhiên cũng sẽ cân nhắc tới tình huống thực tế của thôn các anh. Phóng viên không nghi ngờ gì nữa rất mẫn cảm với loại tin tức này, trận mưa to này không hề ảnh hưởng đến khứu giác đối với tin tức của bọn họ, không thiếu phóng viên nghe tin chạy tới, phỏng vấn về tình hình cướp mộ. Trương đại quan nhân tránh cũng không thể tránh, bị mấy phóng viên chặn lại, Trương Dương ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định trực tiếp trả lời họ. Có phóng viên hỏi, Bí Thư Trương, ngài có thể phát biểu một số cái nhìn về sự kiện rối loạn mộ táng bị cướp hôm nay không? Chương 1548, sung sướng và sầu bi hai Trương Dương lạnh lùng nhìn tên phóng viên đó một cái, anh là người của đơn vị nào? Ai ai xác định với anh chuyện hôm nay là sự kiện rối loạn? Là anh ư? Phóng viên đó bị khí thế bức nhân của Trương Đại Quan Nhân khiến cho không dám hỏi nữa, quả thực câu hỏi của hắn có chút bất thiện. Trương Dương nói, hôm nay ở trước mặt nhiều phóng viên truyền thông như vậy tôi cần phải nói một việc tôi tin truyền thông của chúng ta đều là truyền thông thiện lương truyền thông công chính đối với xã hội phải có lòng công đức các anh đối với việc đưa tin phải tôn trọng sự thật tôn trọng lương tâm tôi muốn nói rõ với những người quan tâm tới chuyện hôm nay thứ nhất mộ ở trong núi đất được bảo vệ hoàn hảo tuy rằng cửa vào mộ bị phá hoại một chút nhưng không có ai tiền được vào trong cổ mộ không tạo thành tổn thất quá lớn Thứ hai hôm nay, hôm nay không phát sinh bất kỳ sự kiện rối loạn nào cả. Tôi thừa nhận, quả thực có người muốn nhân cơ hội tranh đoạt văn vật, nhưng chiến sĩ võ cảnh và công an của chúng tôi đã đến đúng lúc, ngăn chặn loại hành vi này. Thứ ba, hôm nay một ít dân chúng trong quá trình tranh chấp, không hề tạo thành bất kỳ thương vong về người nào cả. Tôi hy vọng mọi người tôn trọng sự thật, đừng vì hấp dẫn sự chú ý của công chúng mà đưa tin bịa đặt, tạo thành dư luận không hay. Cảm ơn lại có phóng viên hỏi, bí thư trương tôi tôi nghe nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải sẽ được đặt ở Tân Hải, chuyện này không biết có phải là thật không? Trương Dương mỉm cười nói, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được thông chi chính thức của cấp trên, chuyện mà anh vừa nói tôi cũng rất trông mong, tôi cũng hy vọng nó là sự thật, chỉ cần là chuyện có lợi cho Tân Hải, tôi đều hoan nghênh cả hai tay. Trước mắt chưa có thông chi chính thức, Trương Dương đương nhiên không thể thừa nhận chuyện này trước mặt công chúng có phóng viên hỏi, "Bí thư Trương, trận mưa to này là trận lớn nhất từ lúc Bắc Cảng được lập đến nay, xin hỏi tình huống của Tân Hải như thế nào? Có con số cụ thể về thương vong về người và tổn thất về tài sản không?" Trương Dương nói, "Mưa tuy rằng rất to, nhưng đoàn đội lãnh đạo của Tân Hải chúng tôi đối diện với trận mưa này đã biểu hiện ra năng lực ứng đối chắc tuyệt. Cán bộ do huyện trưởng hứa dẫn đầu ngay lập tức xâm nhập tuyến đầu chống lụt, chỉ huy trận chiến tranh đối kháng thiên tai này" Trong trình độ lớn nhất tránh cho mưa to tạo thành tai nạn lớn hơn, cho tới bây giờ trong phạm vi Tân Hải chúng tôi không hề có bất kỳ tin tức về thương vong nào. Về phần tổn thất tài sản thì đang trong quá trình công tác thống kê, tôi tin tai họa lần này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tình thế kinh tế của Tân Hải. Loại chuyện như ở núi đất phát hiện cổ mộ tại Bắc Cảng trước mắt không thể dẫn tới ảnh hưởng quá lớn, một hồi mưa to khiến tòa thành thị Bắc Cảng này hiện nguyên hình, úng ngập nghiêm trọng, nhiều chỗ nội thành bị ngập cầu vượt ra vào nội thành ngập trong nước, suýt nữa thì xảy ra chuyện có người chết đuối. Tất cả lãnh đạo thị lý đều ra tuyến đầu chỉ huy chống lũ, buổi trưa trời tạnh mưa, nhưng cho tới tận 5 giờ chiều lãnh đạo thị ủy mới lục tục trở về, bí thư thị ủy hạng thành không thèm nghỉ ngơi mà gọi tất cả thường ủy vào phòng họp để họp. Các thường ủy từ sắc mặt âm trầm của hạng thành đều đoán được tâm tình của bí thư hạng không tốt, mọi người sau khi ngồi xuống thì không ai chủ động lên tiếng. Hạng Thành nói, năm ngoái thị lý đặc biệt chi một khoản tiền, cải tạo hệ thống thoáng nước của thành chủ, trước khi chưa được chỉnh trị, Bắc Cảng chưa bao giờ gặp úng ngập như vậy sửa trị sau khi sửa trị ngược lại còn xấu hơn, tôi muốn hỏi, chỗ tiền này rốt cuộc là chi vào đâu? Hả, ai có thể nói với tôi nào? Hạng Thành tức giận đến nỗi gõ mạnh lên mặt bàn. Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương mở miệng nói, Bí Thư Hạng, chuyện này có rất nhiều nguyên nhân khách quan, Năm ngoái thị lý tuy rằng chi tiền để tiến hành cải tạo hệ thống thoát nước, nhưng chỉ dùng cho khơi thông và bảo trì. Trận mưa lần này xảy ra quá bất ngờ, trong thời gian không đến một ngày, lượng mưa đã đạt tới 100mm, là lần đầu tiên trong lịch sử từ lúc Bắc Cảng thành lập đến nay. Bộ trưởng tổ chức mạnh khải trí cũng lên tiếng theo, đúng vậy, bí thư hạng, tôi chưa từng gặp mưa to như vậy, trời cứ như là chút hết nước xuống vậy, Bắc Cảng chúng ta ở ven biển, hệ thống thoát nước so với các thành thị khác không được tiên tiến cho lắm, Chính là vì lượng mưa trong khoảng thời gian ngắn quá lớn, hệ thống thoát nước của chúng ta không kịp đổ toàn bộ nước mưa ra biển, mới tạo thành trận úng ngập này." Hạng Thành nói, mỗi một đồng chí chúng ta đều phải sống trong yên ổn nhưng nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, đối diện với trận mưa to bất ngờ này, chẳng những bại lộ chỗ thiếu hụt của hệ thống thoát nước Bắc Cảng, cũng phản ánh đội ngũ cán bộ của chúng ta thiếu chuẩn bị, thiếu thủ đoạn ứng đối đối với kiểu thiên tai đột ngột này, cho nên mới tạo thành sự hỗn loạn của thành thị. Tôi hy vọng sau khi chuyện này qua đi, mọi người đều phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc. Tưởng Hồng Cương thấy có chút kỳ quái, chuyện hôm nay tuy rằng tạo thành hỗn loạn cho nội thành Bắc Cảng, nhưng không hề tạo thành thương vong về người, tổng thể mà nói, tổn thất của thành thị không tính là quá lớn, hơn nữa sau khi tình hình tai nạn phát sinh, tất cả cán bộ đều xông lên tuyến đầu đúng lúc, trong mắt hắn, biện pháp ứng đối của mọi người không có chỗ nào đáng chỉ trích, rất nhiều người cũng đều bận từ tận tối hôm qua tới giờ cũng chưa được ngủ ngon, Hạng Thành không những không đề xuất biểu dương, ngược lại phê bình tất cả mọi người một trận, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới sĩ khí của đội ngũ cán bộ, Tưởng Hồng Cương nói, bí thư Hạng, căn cứ vào dự báo của Đài khí tượng, tối nay có thể còn có mưa to. Hạng Thành nói, vậy thì càng phải tập trung tinh thần, tôi mặc kệ các anh áp dụng biện pháp gì, tôi mặc kệ mọi người phải bỏ bao nhiêu cố gắng, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cho sinh mạng và tài sản của người dân. Nói tới đây y cảm thấy có chút không thoải mái, bụng đau, sắc mặt có chút vàng ọt. Tất cả thường ủy đều nhìn ra có chút không đúng, có người đứng dậy vội vàng đi gọi bác sĩ cho Hạng Thành. Hạng Thành xua tay nói, không cần, bệnh cũ thôi, lết dạ dày, tôi buổi trưa vẫn chưa ăn cơm. Một câu này đã thể hiện ra sự cao thượng trong phẩm cách của vị bí thư thị ủy này. Hạng Thành là đang nói với mọi người, vì trận mưa bất ngờ này, y đã dốc hết tâm huyết đến mất ăn mất ngủ hội nghị tiến hành đến đây thì cũng là lúc nên kết thúc tưởng hồng cương không đi ngay lập tức hắn nhìn hạng thành đang uống thuốc đau dạ dày sau đó nói bí thư hạng cảm thấy khá hơn chưa hạng thành gật đầu nói thoải mái hơn rồi cái dạ dày này của tôi cũng là vì uống rượu đến uống ra bệnh tưởng hồng cương tràn đầy đồng cảm nói sức khỏe quan trọng nhất bí thư hạng không thể cả ngày bận biểu công tác được cũng phải chú ý rèn luyện sức khỏe trong lòng hắn thì không nghĩ như vậy hạng thành này rất coi trọng dưỡng sinh, khi uống rượu khống chế rất tốt, cái đó có liên quan tới vị trí của y, thân là người đứng đầu Bắc Cảng, ít nhất ở một mẫu ba phân đất Bắc Cảng này không ai dám ép y uống rượu. Hạng thành uống một ngụm trà nóng, cảm thấy dạ dày đã mất đau, y lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên chán. Tưởng Hồng Cương từ trong động tác của hạng thành phán đoán được, tình huống sức khỏe của hạng thành quả thực có chút vấn đề. Nghe nói trạng thái sức khỏe của người ta một khi không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tình tự, Tâm tình của Hạng Thành rõ ràng không tốt, Tưởng Hồng Cương bỗng nhiên nhớ tới thị trưởng Cung Hoàn Sơn tới Đông Giang đến giờ vẫn chưa về, cũng từ đó mà nhớ tới một đại sự sắp phát sinh ở Bắc Cảng, Quốc vụ viện đã phê chuẩn thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải, chẳng lẽ điều thật sự khiến Hạng Thành cảm thấy khó chịu là chuyện này ư? Ừ. Tưởng Hồng Cương lặng lẽ suy đoán. Hạng Thành cũng có chút cảm kích đối với sự quan tâm của Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương không một mực nịnh hót mình như những người khác trong các thường ủy Bắc Cảng. Tưởng Hồng Cương có thể coi là một người đặc biệt, hắn cũng không chống đối với Hạng Thành, cũng không đi lại quá thân cận quá với Hạng Thành, nói cách khác, Hạng Thành không hiểu về hắn lắm, y biết Tưởng Hồng Cương cũng có chút bối cảnh, ví dụ như chủ nhiệm ban chú kinh tỉnh Quách Thụy Dương có quan hệ bạn học với hắn, lại như bố vợ hắn từng là cựu bộ trưởng tuyên truyền tỉnh Vân An. Hạng Thành cho rằng Tưởng Hồng Cương ẩn giấu rất sâu, loại người như hắn rất khó mở nội tâm với người khác, so với Tưởng Hồng Cương, y thích Cung Hoàn Sơn hơn nguyện ý để cung hoàn sơn trở thành người nối nghiệp của mình hơn, chuyện này từ lâu đã không còn là bí mật. Chính vì nguyên nhân này, hạng thành càng thêm cảnh giác đối với tưởng Hồng Cương, y đương nhiên hiểu rõ tưởng Hồng Cương cũng là một nhân tuyển thích hợp tuyển, mỗi người trong quan trường đều có dã tâm, mình nghiêng về cung hoàn sơn, tưởng Hồng Cương tất nhiên sẽ bởi vậy mà oán giận mình, thậm chí sẽ thù hận mình, tuy rằng hắn ngoài mặt biểu hiện rất khá. Cho dù hạng thành rõ ràng nghiêng về cung hoàn sơn, cho dù tất cả mọi người xem trọng Cung Hoàn Sơn, ngay cả bản thân Cung Hoàn Sơn cũng tự cho rằng mình là người người nối nghiệp Hạng Thành, nhưng tâm tính của Tưởng Hồng Cương vẫn bảo trì rất tốt, trước đây thế nào thì hiện tại vẫn thế, hắn không thay đổi phương pháp xử thế làm người của mình, đối đãi với Hạng Thành vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chương 1549, sung sướng và sầu bi ba. Đánh giá của Hạng Thành đối với biểu hiện này của Tưởng Hồng Cương là trầm ổn. Y tuyệt không tin tưởng Hồng Cương sẽ chủ động từ bỏ, y cho rằng tưởng Hồng Cương vẫn đang lặng lẽ nỗ lực, mình một ngày chưa về hưu, Cung Hoàn Sơn một ngày chưa chính thức tiếp nhiệm, trong lòng tưởng Hồng Cương vẫn tồn tại hy vọng. Công Bình mà nói, Cung Hoàn Sơn trong rất nhiều chuyện xử lý không chu đáo bằng tưởng Hồng Cương, nhưng hạng thành cần một người có thể tiếp tục tư tưởng chính trị của mình, người y cần tuyệt đối không phải là một người sau khi vừa lên đài thì gạt bỏ người của mình, một người nối nghiệp thích hợp có thể khiến quyền lực trong tay mình kéo dài thêm nhiều năm mà bên trong chính đàn người có ý tưởng như hạng thành không phải là ít hạng thành nói hồng cương tôi không sao đi làm việc của anh đi tưởng hồng cương mỉm cười nói bí thư hạng căn tin đã chuẩn bị tôi vừa hay cũng chưa ăn hay là chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đó ngài nếu thấy không tiện thì tôi sẽ bảo người lát nữa mang tới cho ngài hạng thành nghe hắn nói như vậy thì đương nhiên không tiện từ chối y cười nói tôi cũng không phải là không đi nổi nào đi ăn cơm đầu bếp của căn tin cơ quan biết rất rõ khẩu vị của vị bí thư thị ủy hạng thành này bí thư hạng khi đau dạ dày thì luôn ăn mì tưởng hồng cương cũng ăn mì với hạng thành hạng thành lúc ăn cơm mới nhớ tới đã tan tầm y nói với tưởng hồng cương cậu hông về nhà xem thế nào à tưởng hồng cương nói trong nhà không sao trận mưa to này đối với bắc cảng mà nói là một khảo nghiệm ác liệt đài khí tượng nói tối nay còn có mưa to tôi trong lòng cũng thấy lo lo hạng thành thở dài nói hôm nay trong cuộc họp Tôi là vô cớ tức giận, kỳ thực mọi người đều rất vất vả, tôi biết, nhưng tôi nhìn thấy tôi nhìn thấy trận úng ngập này thì trong lòng vẫn không nén được giận, lúc ấy tình tự mất khống chế, xin lỗi mọi người. Tưởng Hồng Cương nói, bí thư hạng, bác cảng bị ngập thành thế này, ngài thân là bí thư, trong lòng lo lắng cũng là điều khó tránh khỏi, cái này không phải chính là thể hiện ngài luôn đặt sự khó khăn của người dân ở trong lòng ư. Tưởng Hồng Cương nịnh hót hạng thành một câu rất đúng lúc, nhưng tâm tình của hạng thành không vì câu nịnh hót của hắn mà có chuyển biến tốt, ăn một ít nghỉ, thấy tâm sự trùng trùng, cuối cùng ăn không vô nữa, y lấy khăn giấy trên bàn ra lau miệng, nói, lần này tôi có thể là hơi hà khắc rồi với mọi người một chút, Hồng Cương à, cậu thông chi với mọi người, trừ nhân viên trực ban ra, tất cả về đi, giữ công cụ liên lạc bên mình là được, tôi thấy ông trời chắc sẽ không tàn khốc với bắc cảng của chúng ta như vậy đâu. Y còn chưa nói hết thì bên ngoài cửa sổ một tia chất xẹt qua, lập tức kèm theo một tiếng sấm. Sắc mặt hạng thành vô cùng ngưng trọng, y đứng lên chậm rãi đi tới trước cửa sổ, mở ra, bên ngoài không có gió, điều này khiến hạng thành cảm thấy có chút áp lực. Tưởng Hồng Cương đi tới bên cạnh y, cũng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra bọn họ cũng lo trời còn đổ mưa, bác cảm hiện tại đã không chịu nổi một trận mưa to nữa. Tưởng Hồng Cương nói, bí thư hạng, ngài về nhà nghỉ ngơi, tối nay tôi ở lại đây. Hạng Thành nhìn tưởng Hồng Cương, khi có chút mệt mỏi gật đầu hồng cương ở đây nhờ cậu vậy tôi hôm nay thật sự có chút chịu không nổi nữa già rồi tưởng hồng cương nhìn bóng dáng hạng thành nghiền ngẫm câu cuối cùng mà hạng thành nói hạng thành không phải là có ẩn ý gì chứ giữa hắn và hạng thành thủy chung không đi cùng đường người núi nghiệp lý tưởng trong lòng hạng thành là cung hoàn sơn tuyệt đối không phải là mình tưởng hồng cương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối như mực không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác chờ mong Hắn hy vọng lúc này Bắc Cảng sẽ gánh chịu thêm một trận mưa nữa, hy vọng trận mưa to này có thể làm lộ nguyên hình của tòa thành thị này, tẩy đi tất cả lớp ngụy trang của tòa thành thị này. Tưởng Hồng Cương đi trong trụ sở thị ủy, hít thở không khí ẩm ướt sau cơn mưa, hắn hiện tại vẫn chưa phải là chủ nhân nơi này, Tưởng Hồng Cương bỗng nhiên nghĩ đến, nếu tòa thành thị này thực sự sẽ không không thuộc về mình, vậy thì mình cần làm gì cho nó? Tuy rằng Tưởng Hồng Cương trong lòng kỳ vọng trời mưa, nhưng sự thật khiến hắn thất vọng sự thật cũng lại chứng minh đài khí tượng không đáng tin. Dự báo thời tiết nói rằng là tối nay đến sáng mai trời đổ mưa to, đến trưa thì dừng. Buổi chiều thì thì có mưa nhỏ và vừa ở cục bộ vài nơi. Trời đã không mưa thì còn nói gì tới sau trưa thì dừng, càng châm chọc hơn là buổi chiều không những không phải trời đầy mây, ngược lại là một ngày nắng, trong phạm vi thành phố Bắc Cảng chỗ nào cũng nắng, bao gồm cả các hạt huyện, không có một chỗ nào trời mưa. Ngay cả bí thư thị ủy hạng thành cũng không nhịn được mà mắng đài khí tượng nói linh tinh, khiến cho y cả đêm ngủ không ngon, khiến cho cả thành phố phải đề phòng. Nhưng đến cuối cùng thì một giọt mưa cũng không có. Cung Hoàn Sơn ở vào lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới đồng lòng đối kháng nạn ngập úng 50 năm chưa từng kết thúc thì xuất hiện quay về Bắc Cảng, thân là thị trường Bắc Cảng, gã vốn nên xuất hiện ở tuyến đầu chống lũ trừ úng, nhưng khi gã trở về, phát hiện Bắc Cảng tất cả đã khôi phục bình thường, không có gì khác với lúc gã đi, cũng phải nói là có một chỗ bất đồng, thành thị như vừa được rửa giấy sạch sẽ, trời xanh mướt, có điều ở ngã tư đường tràn ngập mùi đất thối. Sau khi Cung Hoàn Sơn trở về trước tiên tới văn phòng bí thư thị ủy Hạng Thành. Cung Hoàn Sơn tuy rằng đầy lời muốn nói, nhưng gã trước tiên phải phải tỏ ý quan chú tới tình hình tai nạn của Bắc Cảng. Hạng Thành nói, vẫn ổn, không xảy ra vấn đề gì lớn, để chống lũ trừ úng, hai ngày nay mọi người đều rất vất vả. Cung Hoàn Sơn lập tức kiểm điểm mình, "Bí thư Hạng, hổ thẹn quá, khi mọi người cần tôi nhất thì tôi lại đang ở Đông Giang, không thể phân ưu giải nạn với bí thư Hạng." Hạng Thành nói, "Không có gì mà hổ thẹn cả, anh tới Đông Giang cũng là vì việc công, không ai biết được trận mưa này sẽ đổ vào lúc anh đi cả." Cung Hoàn Sơn nói, "Bí thư Hạng vất vả rồi." Hạng Thành nói, "Vẫn khỏe lắm." Y nâng chung trà lên uống một ngụm, nói khẽ, "Lần này đi Đông Giang có thu hoạch gì?" Cung Hoàn Sơn nghĩ thầm anh không phải biết rõ còn cố hỏi ư. Gã thở dài nói, bí thư hạng, tôi là mang đầy hy vọng tới Đông Giang, kết quả đụng đến mũi tím mặt xanh, rất là xấu hổ. Hạng thành ồ một tiếng, vẻ mặt tựa cười mà như không phải cười, thật sự không biết y là vui vẻ hay là tức giận. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư tống đã nói cho tôi biết, quốc vụ viện phê chuyển thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Bình Hải, tỉnh Lý sau khi cân nhắc thận trọng thì quyết định đặt khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải. Hạng Thành nói Tân Hải cũng là một bộ phận của Bắc Cảng. Khi nói câu này, tâm tình của Y rất khó chịu, Y tin Cung Hoàn Sơn cũng vậy, có điều Cung Hoàn Sơn đã biểu lộ ra một cách không một chút che giấu, còn Hạng Thành thì vẫn đang che giấu. Cung Hoàn Sơn biết trong lòng Hạng Thành khẳng định rất khó chịu, nhưng Y vẫn giả bộ đầy đủ đại cục quan, là thị trường Bắc Cảng, thật ra Cung Hoàn Sơn cũng có thể biểu hiện ra vẻ rộng lược, nhưng gã lần này tới Đông Giang thật sự là bị nghẹn quá mức vốn ôm lòng đi cạnh tranh chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nhưng không ngờ lại thành bị chê cười, kế hoạch ngay từ đầu chính là Trương Dương chủ hoạch, mà thái độ ủng hộ hắn của bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh trong chuyện này rất rõ ràng. Cung Hoàn Sơn xấu hổ vì hoàn toàn không biết gì cả, thân là thị trường Bắc Cảng, gã không ngờ không biết gì về chuyện phát sinh trong hạt huyện của mình, chuyện này ở trong mắt người khác đã thành một trò cười, gã thở dài nói, bí thư hạng, Trương Dương này lừa trên gạt dưới, xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu là chuyện tốt, hắn có thể tranh thủ được cũng là nhờ bản sự của hắn nhưng hắn không nên giữ kín như bưng như vậy chúng ta thân là lãnh đạo thượng cấp của hắn đối với chuyện này không ngờ lại không biết tí gì tôi còn sao 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 ton chạy đến trước mặt bí thư tống để tranh thủ chuyện này khiến người khác nghĩ sao khiến lãnh đạo nghĩ sao lãnh đạo sẽ cho rằng năng lực lãnh đạo của chúng ta không đủ thiếu câu thông với cấp dưới người khác sẽ cho rằng giữa chúng ta có mâu thuẫn trước đây tôi luôn cho rằng trương dương chỉ là trẻ tuổi nhưng hiện tại xem ra, tư tưởng của người này rất có vấn đề, hắn thiếu cái nhìn đại cục, rất thích làm lớn thích công lao, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chính tích, cục hạn ở Tân Hải, mà quên đi hắn là một phần tử của Bắc Cảng, Tân Hải là một bộ phận của Bắc Cảng. Cung Hoàn Sơn căm giận nói. Hạng Thành cười cười, nụ cười của y có vẻ bất đắc dĩ, tuy rằng y có thể lý giải tâm tình của Cung Hoàn Sơn, trong lòng bản thân y cũng không hơn gì Cung Hoàn Sơn, nhưng chuyện này đã trở thành sự thật, đối với chuyện đã trở thành sự thật bọn họ không thể thay đổi khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở tân hải trung quy vẫn là trên đất bắc cảng tân hải phát triển về sau thu nhập kinh tế tăng cao cũng sẽ được tính là một bộ phận của bắc cảng hạng thành nói đối với loại người trẻ tuổi như trương dương nên thả lỏng một chút cho hắn độ tư do lớn một chút hạng thành nói ra những lời này cũng là bất đắc dĩ ngay từ đầu y muốn khống chế trương dương trong tay mình nhưng về sau mới phát hiện nắm càng chặt thì hắn phản kháng càng hăng với năng lực của trương dương mình rất khó nắm được hắn trong tay, một khi đã như vậy thì không bằng cho hắn tự do một chút. Trường 1550, sung sướng và sầu bi 4 Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, ngài quá khoan dung với hắn rồi, tôi lo trên làm dưới theo, về sau các cán bộ khác cũng sẽ học theo hắn, như vậy đối với việc khai triển công tác về sau của chúng ta rất bất lợi. Hạng Thành nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã được xác định đặt ở Tân Hải, ý nghĩa vô cùng trọng đại, bởi vậy sẽ mang đến lợi ích trường kỳ không thể đo lường, Tân Hải chắc chắn sẽ trở thành một mắt xích phát triển nhanh nhất của Bắc Cảng, đồng dạng, Tân Hải phát triển cũng sẽ kéo Bắc Cảng phát triển. Cung Hoàn Sơn nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể sẽ đặt cơ sở cho Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, Tân Hải liệu có trở thành Lam Sơn kế tiếp hay không? Hạng Thành không nói gì, trong lòng cũng đã minh bạch, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố đã trở thành kết cục đã định, Trương Dương sau khi tới Tân Hải, đang từng bước một tiến tới mục tiêu mà hắn đã định mình không khống chế được hắn, cho hắn không gian tự do lớn hơn cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Giáo thụ Trình Nhuận Sinh cũng nghe nói chuyện phát hiện mộ hán ở Tân Hải, ông ta đặc biệt từ Kinh Thành gọi điện thoại tới, qua vài ngày nữa sẽ đến Tân Hải quan sát thực địa. Trương Dương ở phương diện bảo hộ văn vật luôn rất rất trọng thị, đặc biệt gọi Cục trưởng Cục Văn vật huyện Triệu Tử Văn tới văn phòng của mình để tìm hiểu tình huống. Triệu Tử Văn báo cáo giản lược về tình huống duy hộ mộ hán trong mấy ngày nay với Trương Dương, Hắn cười nói, đường vào mộ rất sâu, căn cứ vào sự liễu giải của chúng tôi lúc trước đối với kết cấu của mộ Hán, chắc là có ba cửa, mưa lớn đã làm mở cửa thứ nhất, người dân lao vào cửa này, vật tuấn táng và văn vật bên trong tương đối ít, trải qua hai ngày làm công tác động viên tư tưởng, dân chúng hôm ấy tham dự tranh cướp văn vật đều đã nộp những thứ trên tay lên, hiện tại chúng tôi đã tiến hành ra cố cửa vào mộ thất. Cơ quan công an cũng phái người canh giữ nơi này, có điều trình độ đào bới của huyện Lý chúng ta hữu hạn đang liên hệ với tổng cục văn vật quốc gia và cục văn vật tỉnh, tuần này chuyên gia sẽ đến, về phần mộ thất có phải tiến hành khảo cổ đào bới gì hay không thì phải đợi sau khi chuyện ra tới, nghe ý kiến của họ đã rồi tính. Trương Dương gật đầu nói, các đồng chí của cục văn vật các anh vất vả quá. Triệu Tử Văn nói, chúng tôi không vất vả, khảo sát văn vật là công tác bản chức của chúng tôi, Tân Hải nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng phát hiện khảo cổ trọng đại nào, nếu đất núi đúng là mộ táng lớn, quy mô nhất định sẽ không nhỏ. Trương Dương mỉm cười nói, đào bới khảo cổ thì cứ để sau, bảo hộ phải đặt ở hàng đầu. Nếu không chuẩn bị đủ điều kiện khảo cổ thì thả bảo vệ tòa mộ hán này chứ không thể để bởi vì nguyên nhân kỹ thuật mà làm hư hao những di sản lịch sử này. Triệu Tử Văn nói, bí thư Trương nói cũng đúng ý tôi. Lúc này Phó Trường Trinh gọi điện thoại tới, lại là có phóng viên muốn phỏng vấn hắn. Trương Dương nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Gần đây không nhận phóng viên phỏng vấn phó trường trinh nói bí thư trương ngài không biết mình lại lên báo rồi đâu trương dương hơi ngẩn ra là sao phó trường trinh nói hôm nay trên trang đầu của nhật báo bắc cảng có ảnh ngài trương dương nhíu mày hắn còn chưa kịp xong từ trên bàn tìm ra nhật báo bắc cảng hôm nay triệu tử văn nhìn thấy trương dương có việc vội vàng đứng dậy cáo từ trương dương đứng dậy tiên chờ sau khi triệu tử văn đi rồi ánh mắt hắn mới chiếu lên tờ báo quả nhiên bức ảnh trên trang đầu không phải là mình ư. Trương đại quan nhân nhìn kỹ lại, ảnh chụp có thể tính là rất rõ, chính là cảnh mình hôm đó cứu người ở cầu tế dân. Hắn lúc ấy chỉ lo cứu người, không để ý hành động cứu người của mình bị người ta chụp lại. Nhìn bức ảnh đó, trương đại quan nhân khóe môi lộ ra nụ cười khổ. Hắn cứu người cũng không phải là để làm náo động, lúc vừa tới Tân Hải, hắn cứu hai mẹ con Lý Minh Phương trên cầu chụp hình tháp, cũng bởi vì chuyện đó mà trở thành nhân vật phong vân của Bắc Cảng, thậm chí là toàn bộ bình hải, thậm chí được đài truyền hình trung ương đưa tin. Nạn hắn trở thành anh hùng của thời đại mới, có điều lúc ấy là vì vô ý vừa hay có mặt ở hiện trường, chuyện lần trước cũng liên quan tới sự cực lực lửa cháy thêm dầu của cô ta. Lần này lặn xuống nước cứu người, lúc ấy trời mưa lớn như vậy, nhưng không ngờ vẫn bị phóng viên chụp được ảnh, chẳng trách mọi người đều nói phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên, mặc dù là vậy vẫn khó mà phòng được. Trương đại quan nhân nhìn bức ảnh trên báo, nghĩ thầm lần này lại phải nổi danh rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ nói mình mượn cơ hội để thể hiện, các lãnh đạo thành phố sẽ không nghĩ đây là thủ đoạn của mình chứ. Trương đại quan nhân càng nghĩ càng đau đầu, loại nhân vật tiêu điểm giống như hắn, muốn nép mình cũng khó. Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, phó trường trinh bước vào, cầm trong tay nhật báo bắc cảng, nhìn thấy Trương Dương đang đọc báo, gã không khỏi bật cười, bí thư Trương, ảnh nét quá. Trương Dương nói, trên đời này người giống người nhiều lắm, đó không phải là tôi. Phó Trường Trinh không nói gì, nhưng trong lòng thì nhận định người trong ảnh trăm phần trăm là hắn. Phó Trường Trinh nói, Bí Thư Trương, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoa Quang Tiêu Mân Hồng Cầu Kiến. Trương Dương nói, Tập đoàn Hoa Quang Ư, cậu đang nói Tập đoàn Hoa Quang mở nhà máy lọc dầu á. Phó Trường Trinh gật đầu nói, chính là sản nghiệp của Tiêu Quốc Thành, Tiêu Mân Hồng này là cháu gái của hắn, cũng là Phó Tổng của Hoa Quang, phụ trách dây chuyền và các ngành dịch vụ khác của dịch gia, đúng rồi, khách sạn Long Ngâm Các xa hoa nhất ở Bắc Cảng là của là bọn họ. Trương Dương nghe danh Long Ngâm Các đã lâu, có điều bản thân thì chưa tới bao giờ, hắn gật đầu nói, mời cô ta vào. Trong lòng thì nghĩ, chẳng lẽ chuyện khu miễn thuế đã lan ra rồi, hiện những thương gia bản địa này đều hóa trang lên sân khấu, tới đây trèo kéo quan hệ với mình. Phong vận thành thục khêu gợi của Tiêu Mân Hồng vẫn khiến Trương Đại Quan Nhân kinh diễm một chút, gợi cảm cũng không có nghĩa là hở hang, Tiêu Mân Hồng thuộc loại nữ nhân thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ tâm tư của nam nhân, cô ta biết phải trang điểm như thế nào mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của nam nhân, biết thể hiện được sở trường của mình, trong mỗi cái nâng tay nhấc chân đều lộ ra phong thái tao nhã mê người, tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng mặt lại trông như gái 18 đôi mươi, thân hình cũng rất đẹp. Ngực và mông hơi to một chút, có điều càng tăng thêm vận vị thành thục của cô ta. Eo của cô ta rất nhỏ, tổ hợp như vậy khiến đường cong của thân thể của ta rất tuyệt vời cho dù là cô ta mặc quần áo công sở màu đen nhưng thể hiện được hết mị lực ngược về vẻ ngoài khiêu gợi của cô ta hai mắt của tiêu mân hồng lộ ra lộ ra vẻ bình tĩnh và cơ chí dưới sự dẫn dắt của phó trưởng trinh đi tới trước mặt trương dương trương dương mỉm cười vươn tay về phía cô ta tiêu tiểu thư nghe danh đã lâu hạnh ngộ hạnh ngộ tiêu mân hồng cười dịu dàng vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay trương dương Trương Dương cảm thấy tay tiêu mân hồng vô cùng trắng mịn giống như giống như là bôi dầu vậy, hắn rất nhanh rụt tay lại. Tiêu mân hồng nói, bí thư trương đúng là quý nhân hay quên, chúng ta chỉ sợ là không phải gặp nhau lần đầu tiên. Trương Dương thật sự không nhớ nổi mình đã gặp tiêu mân hồng ở đâu, có điều nhìn kỹ lại bộ dạng của cô ta thì tựa hồ lại có vài phần quen thuộc. Trương Dương cười nói, mời ngồi. Tiêu mân hồng không hề ngồi xuống ngay, đôi mắt phượng thủy trung chăm chú nhìn lên mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân bị cô ta nhìn khiến cho mất tự nhiên, ho khan một tiếng nói Tiêu tiểu thư, mời ngồi. Tiêu Mân Hồng nói, anh thật sự không biết tôi ư? Trương Dương không khỏi nhìn cô ta thêm một cái, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tái nhợt, hai mắt hắn bỗng nhiên mở to, Tiêu Mân Hồng trước mắt không ngờ là nữ tử được hắn cứu trong nước ở cầu tế dân, cũng khó trách Trương Dương trong nhất thời không nhớ ra, nữ tử ngày đó khi được cứu lên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang thở thoi thóp tiêu mân hồng trước mắt thì chấn định quyến rũ, trong nhất cử nhất động đều toát ra sự chấn định và khí trường mà nữ tính ít có. Cùng là một người nhưng trong trạng thái hoàn toàn tương phản, và lại, trương đại quan nhân cũng không ngờ người được mình cứu đột nhiên tới trước mặt mình. Trương Dương bật cười, hắn không thừa nhận mình chính là người đã cứu lên cô ta, cũng không nói là không phải. Tiêu Mân Hồng vẫn đứng ở trước mặt hắn, vẫn nhìn hắn rất nghiêm túc, cô ta gật đầu nói, đúng vậy, chính là anh, Tôi nhớ loáng thoáng bộ dáng của anh. Trương Dương nói, "Tiêu tiểu thư có thể là nhận lầm người rồi." Tiêu Mân Hồng nói, "Xem ra bí thư Trương quyết tâm phải làm lôi phong làm chuyện tốt bất lưu danh rồi." Trương Dương nói, "Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau." Tiêu Mân Hồng nói, "Tôi không nhận lầm đâu, bí thư Trương, anh đừng sợ, tuy rằng anh cứu tôi, nhưng tôi lần này tới đây cũng không phải là để lấy thân báo đáp." Trương Dương không khỏi bật cười. Tiêu Mân Hồng vô cùng dí dỏm. Tiêu Mân Hồng cũng cười, cô ta nhẹ nhàng gật đầu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bí thư Trương không muốn thừa nhận chuyện này, xem ra ngài không muốn bởi vì chuyện này mà tạo thành quá nhiều làm phức tạp và phiền toái cho ngài, yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài. Chương 1551, nguy cơ nhân tải 1. Tuy rằng chỉ nói mấy câu với Tiêu Mân Hồng, nhưng Trương Dương phát hiện nữ nhân này khá thông minh. Cô ta rất biết thể nghiệm và quan sát suy nghĩ của người khác. Ở trước mặt người thông minh như vậy thì cũng không cần phải ngụy trang nữa, Trương Dương nói, "Tiêu tiểu thư hôm nay đến đây vì chuyện này ư?" Tiêu Mân Hồng nói, "Mọi người có thể thoát chết, dù sao cũng phải biết ân nhân cứu mạng là ai, cái khác không nói, tôi ít nhất cũng phải ở trước mặt anh nói tiếng cảm ơn." Trương Dương gật đầu nói, "Tôi nhận." Hai người đều bật cười, người thông minh nói chuyện vốn không cần phải nói quá nhiều. Trương Dương đứng dậy rót chén trà cho Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, có thời gian tôi mời anh ăn bữa cơm. Trương Dương nói, gần đây bận lắm, Tân Hải có hết chuyện này tới chuyện khác. Tiêu Mân Hồng từ trong túi lấy ra hộp danh thiếp bằng vài, từ giữa rút ra một tấm danh thiếp được làm rất tỉ mỉ, hai tay đưa tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương nhận lấy. Tiêu Mân Hồng nói, bên trên có số điện thoại tư nhân của tôi, bí thư Trương lúc nào rảnh thì tùy thời có thể gọi điện thoại cho tôi. Trương Dương gật đầu. Tiêu Mân Hồng đứng dậy nói, vậy tôi không làm phiền ngài nữa, chờ ngài khi nào có thời gian thì điện thoại cho tôi. Trương Dương cười cười đứng dậy tiến Tiêu Mân Hồng ra cửa, tới ngoài cửa thì vừa hay gặp huyện trưởng hứa song kỳ đi tới, hứa song kỳ nhìn thấy Tiêu Mân Hồng, kinh hỉ nói Tiêu Tổng, ngài đến Tân Hải lúc nào vậy? Trương Dương lưu ý cách dùng từ của hứa song kỳ, xưng hô với một nữ tính trẻ tuổi như vậy mà dùng tới ngài, hơn nữa vẻ mặt của thằng cha này rất cung kính, Chuyện này không thể không có ý vị sâu xa, nếu nói hứa xong kỳ là thấy người ta xinh đẹp gợi cảm, động lòng ta thì nụ cười chắc sẽ có thành phần ám muội dâm đáng, nhưng trong nụ cười của y không có, chỉ có thành phần tôn kính và a dua. Trương Dương trong lòng cũng tò mò, hứa xong kỳ anh tốt xấu gì cũng là một huyện trưởng, đối với một nữ thương nhân xinh đẹp mà bày ra khuôn mặt a dua, theo lý thuyết thì không đáng chứ, cho dù cô ta có tiền thì cũng không đến mức tự coi nhẹ mình, tự hạ thấp vị trí của mình như vậy được đối mặt với vị huyện trưởng này tiêu mân hồng chỉ hơi hơi gật đầu tôi đến tìm bí thư trương có chút việc nhỏ hứa xong kỳ cười nói tiêu tổng buổi trưa đừng đi cùng nhau ăn bữa cơm tiêu mân hồng mỉm cười nói ngại quá tôi còn có chuyện quan trọng phải về bắc cảng hứa xong kỳ nghe cô ta nói như vậy thì cũng chỉ có thể từ bỏ trương dương chỉ đưa đến ngoài cửa hứa xong kỳ không ngờ tự mình tiễn tiêu mân hồng tới bãi đỗ xe nhìn cô ta lên một chiếc xe màu đen rồi lái đi trương dương trở lại văn phòng không thì hứa xong kỳ bước vào y vừa vào cửa đã nói bí thư trương thì ra anh quen tiêu tổng trương dương nói không quen lắm hứa xong kỳ nói cô ta là tổng giám đốc tập đoàn hoa quang trong hoa quang trừ lão tổng tiêu quốc thành ra chính là cô ta định đoạt mọi việc năm ngoái tập đoàn hoa quang ở bắc cảng mở hai nhà máy lọc dầu chúng ta cũng tranh thủ để một nhà trong đó đặt ở tân hải đáng tiếc không tranh thủ được hắn tựa hồ nhớ tới gì đó bí thư trương có phải cô ta muốn đầu tư vào tân hải hay không đã nghe nói tới chuyện chúng ta thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu rồi hà trương dương lắc đầu có chút không kiên nhẫn nói lão hứa anh tìm tôi có việc gì hứa xong kỳ lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới đây cầm nhật báo bắc cảng đưa tới trước mặt trương dương bí thư trương ngài lại lên báo rồi trương dương nhìn thấy tờ báo đó thì nói chỉ trông hơi giống thôi có điều không phải tôi anh nhìn kỹ lại xem hắn trả lại cho tờ báo cho hứa song kỳ hứa song kỳ nhíu mày nhìn nhìn tờ báo rồi lại nhìn nhìn trương dương nhưng mọi người đều nói là anh trương dương nói hắn đẹp trai bằng tôi à vớ vẩn trương đại quan nhân thề thốt phủ nhận đuổi hứa song kỳ đi rồi trương dương gọi chu sơn hổ tới nói với gã chuyện ngày đó cần phải giữ bí mật trương đại quan nhân cũng không phải là sợ làm chuyện tốt bị người ta nhận ra hắn ngại phiền toái chuyện của lý minh phương lần trước khiến hắn vẫn còn nhớ như in giờ lại như vậy chỉ sợ là hắn ra cửa phải đeo kính. Chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu tiến triển rất thuận lợi, Trương Dương trở lại Tân Hải không bao lâu thì quốc vụ viện thức phê duyệt, cha nuôi của hắn văn quốc quyền tự mình gọi điện thoại tới báo cho hắn tin tốt này, cũng tán thưởng tiến bộ Trương Dương đạt được gần đây trong chính trị. Trương Dương cũng không quên người nghĩ ra sớm nhất chủ ý này là Vương Trí Cương, hắn cũng gọi Vương Trí Cương tới, khen ngợi một hồi, Trương Dương còn có một ý, hắn muốn để Vương Trí Cương tạm thời phụ trách hạng mục khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Không ngờ Vương Trí Cương vừa nghe hắn nói vậy thì vội vàng lắc đầu nói, Bí Thư Trương, phương diện này tôi không được đâu, tôi tuy rằng có thể nghĩ ra chủ ý này, nhưng thật sự bảo tôi đi làm chuyện này thì tôi không làm được, tôi trước giờ chưa từng có kinh nghiệm làm công tác tương quan. Trương Dương nói, anh trước đây đã bao giờ làm ở cục tài chính đâu, tôi thấy anh làm cục trưởng tài chính không tôi. Vương Trí Cương cười nói, hai chuyện khác nhau, làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu không chỉ cần có ý tưởng, mà còn phải quen thuộc với trình tự tương quan, biết phát huy sở trường lớn nhất của bản thân như thế nào, biết hấp dẫn đầu tư bên ngoài như thế nào, tôi cũng có chút tự hiểu lấy mình, tôi thực sự không làm được. Trương Dương thở dài nói, anh không làm được thì tôi thấy người khác càng không làm được. Vương Trí Cương thấy Trương Dương xem trọng mình như vậy, cũng rất cảm động, gã nói rất nghiêm túc, bí thư Trương, tôi thấy ngài đừng ngại công khai thông báo tuyển dụng thông báo tuyển dụng ra xã hội, Trước đây Tân Hải không có sức hấp dẫn, nhưng hiện tại chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã được chứng thực, có nghĩa là tương lai Tân Hải chắc chắn sẽ bay cao, người thực sự có tầm mắt sẽ nhìn thấy điểm này. Trương Dương nói, chuyện trong thể chế nào có dễ dàng như vậy, công khai thông báo tuyển dụng thông báo tuyển dụng khẳng định sẽ có thể dẫn tới một hồi sóng to gió lớn, loại chuyện này không thể làm quá rõ ràng. Hắn nhớ tới hai vị bạn học mà Thường Lăng Phong đã đề cử với mình, nhưng mình về Tân Hải lâu như vậy rồi đến bây giờ thường lăng phong vẫn không có tin tức gì, chẳng lẽ hắn quên chuyện này rồi ư? Chuyện thường lăng phong đã đáp ứng Trương Dương thì đương nhiên sẽ không quên, chỉ là hai vị bạn học của gã có chút do so dự đối với điều kiện cuộc sống của Tân Hải, sau khi cân nhắc thì không đồng ý tới. Khi Trương Dương gọi điện thoại cho gã, thường lăng phong cũng có chút ngại ngùng, gã xin lỗi Trương Dương, chuyện này thực sự ngại quá, bọn họ đều có nhà có nghề, mặc dù có hùng tâm tráng trí, nhưng không lay chuyển được nhi nữ tình trường vừa nghĩa tới hai bên phải ở riêng thì liền đánh trống rút lui. Trương đại quan nhân thở dài, tôi nói này thường lăng phong à thường lăng phong, đám bạn học đó của anh sao đều như anh vậy, tuổi trẻ không lo gây dựng sự nghiệp, toàn bộ trọng tâm đều đặt ở gia đình, thật đáng buồn. Thường lăng phong nghe ra thằng cha này đang quanh co lòng vòng ám chỉ mình, cười nói, mọi người chí hướng bất đồng, không phải ai cũng có giã tâm như anh, đối với chúng tôi mà nói, có vợ con bên mình cũng là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Trương Dương nói, vậy anh và Trương Duệ Dung sinh con đi, sau khi tới Anh Quốc rồi thì không có người kế hoạch anh, muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Thường Lăng Phong không khỏi bật cười, anh sao oán khí đầy mình hế. Trương Dương nói, tôi có thể nói với anh, quốc vụ viện đã chính thức phê duyệt rồi, cho Tân Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tôi hiện tại rất thiếu nhân tài, không ai có kinh nghiệm làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chuyện này tôi gây dựng rồi, nhưng tiếp theo tôi phải làm cho ra trò để người khác thấy, không thể nào để tất cả mọi người chê cười được thường lăng phong nói điều này cũng đúng tôi mặc kệ nếu không tìm thấy người thì tôi sẽ trói anh lôi từ đông giang tới đây thường lăng phong vừa bực mình vừa buồn cười nói tôi có phải kiếp trước nợ gì anh không trương dương nói đành chịu thôi không khéo hai ta kiếp trước là vợ chồng đất chỉ là đầu thai nhầm thôi đời này lại biến thành cùng giới thường lăng phong nói tôi nhổ vào xin anh đừng làm tôi buồn nôn nữa được không có điều gã cũng nghĩ ra một chủ ý, Trương Dương, anh còn nhớ Quy Điền Hạo Nhị không? Trương Dương đương nhiên nhớ, hắn gật đầu nói, tiến sĩ Quy, đúng rồi y không tồi. Thường Lăng Phong nói, Quy Điền có kinh nghiệm xây dựng hạng mục quốc tế cỡ lớn, hơn nữa trước đây các anh từng hợp tác, y gần đây làm công trình ở Trung Đông, gặp chút phiền toái, công trình bên kia đã ngừng, hiện tại vừa hay không có việc gì làm, có điều y là người Nhật Bản, anh phải nghĩ cho kỹ. Trương Dương nói, sao phải bận tâm hắn là người nước nào? Chỉ cần hắn có tài thì tôi sẽ dụng, tôi còn định để Duvo của Australia tới giúp tôi làm thiết kế chỉnh thể khu bảo lưu thuế nhập khẩu đây. Nếu đã mở cửa ra ngoài thì đương nhiên phải tiến cử nhân tài không bám vào một khuôn mẫu nào cả. Thường Lăng Phong nói, tốt lắm, tôi giúp anh liên hệ với Y. Chương 1552, Nguy cơ nhân tài 2 nói chuyện với thường lăng phong xong không bao lâu thì thường hải tâm tới tìm hắn thì ra buổi chiều hôm nay cha con giáo thụ trình nhuận sinh lại tới bắc cảng thường hải tâm hỏi hắn có phải tới nhà ga đón bọn họ hay không nhớ tới con gái trình mẫn của trình nhuận sinh trương dương liền có chút đau đầu nhà đầu đó ăn nói khó nghe khiến trương dương có chút phản cảm hiểu chồng không ai bằng vợ thường hải tâm đi theo bên cạnh trương dương lâu như vậy đương nhiên biết trong lòng hắn suy nghĩ gì cô ta cười nói anh không thích trình mẫn thì để em đi Trương Dương nói, anh vẫn phải đi một chuyến, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, giáo thụ trình tới, anh nếu không đi đón, thì không đủ nhiệt tình, hơn nữa lần này chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã được định ra rồi, ông ta đã làm tốt phương án sanh hóa, khẳng định cần phải làm ra thay đổi trên cơ sở vốn có, lại khiến giáo thụ trình vất vả nhiều hơn rồi. Thường Hải Tâm nói, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi, xe lửa của Trình Nhuận sinh 3 giờ chiều mới tới. Trương Dương nói: "Đi, giờ đi luôn, buổi trưa chúng ta ăn cơm ở Bắc Cảng." Trương Dương không bảo Chu Sơn hổ lái xe, mà là lái xe của hắn trở thường Hải Tâm trực tiếp tới Bắc Cảng, cái này gọi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa hay nhân thời cơ hưởng thụ thời gian riêng tư với Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm ở vọng Hải Viên Bắc Cảng có một căn nhà, là đại ca Thường Hải Thiên của cô ta mua, bởi vì có được nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha Thường Hải Thiên đợi tới sau khi nhà xưởng hoàn thành di rời thì sẽ dần dần chuyển rời đến trung tâm sản xuất tới nơi này. Cho nên trước tiên bảo em gái mua hộ một căn nhà. Hiện tại Thường Hải Thiên vẫn đang ở Tĩnh Hải, căn nhà này thành nơi hẹn hò của Thường Hải Tâm và Trương Dương. Hai người về tới Vọng Hải Viên, đồ ăn đều là mua từ ngoài về. Sau khi cơm nước xong, vẫn còn lâu mới tới giờ đi đón. Hai người ngồi ở ban công, vừa thưởng thức cảnh biển vừa nói chuyện phiếm. Căn nhà này nằm cao nhất tầm nhìn rất rộng. Trương Dương nằm ở ban công, nhìn mặt biển màu lam phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ hư vô. Thường Hải Tâm đi tới phía sau hắn, ôm lấy thân hình cường tráng của hắn, mặt tựa vào lưng hắn, nói khẽ, mấy ngày nay anh cứ như là tâm sự trùng trùng vậy. Trương Dương cười cười, hắn xoay người lại, để Thường Hải Tâm tựa vào ngực mình thoải mái hơn, nói khẽ chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã được chứng thực, nhưng anh cảm thấy trọng trách trên vai mình nắng hơn, hiện tại trong tay anh không có bao nhiêu bài để đánh thường hải tâm ôn nhu nói em vốn cho rằng anh sẽ mời thường lăng phong đến giúp anh trương dương lắc đầu hắn lần này đã quyết tâm hy sinh sự nghiệp vì tình yêu rồi ai có trí nấy hắn đã giúp anh nhiều vậy rồi lần này anh không tiện miễn cưỡng hắn nữa thường hải tâm nói vương trí cương thì sao hắn là người đầu tiên đề xuất mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu mà trương dương nói anh đã nói với hắn rồi hắn cũng rất thẳng thắn với anh hắn cho rằng mình không thể đảm nhiệm được Thường Hải Tâm nói, thật ra Trung Quốc lớn như vậy, nhân tài nhất định rất nhiều, chỉ là anh vẫn chưa phát hiện ra thôi. Trương Dương cười nói, anh cũng muốn dùng em, nhưng sợ người khác nói ra nói vào. Thường Hải Tâm hôn lên môi hắn một cái, em cũng không có bản sự đó, tuy rằng em rất muốn giúp anh, nhưng em cũng có chút tự biết lấy mình. Trương Dương nói, vốn đại ca em là nhân tuyển thích hợp trong lòng anh, đáng tiếc hắn hiện tại một lòng theo kinh thương, không có hứng thú với sĩ đồ. Thường Hải Tâm nói, anh đã nói với anh ấy chưa? Trương Dương lắc đầu nói, hắn vừa có được nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha bao lâu, anh bàn với hắn, hắn cũng sẽ không có hứng thú. Thường Hải Tâm nói, thật ra em luôn cảm thấy đại ca của em hứng thú đối với tiền tài không lớn, anh ấy sở dĩ lựa chọn kinh thương là vì anh ấy muốn thông qua phương thức này để chứng minh bản thân, thật ra làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng có thể chứng thực được năng lực của anh ấy, anh nói chuyện với anh ấy đi, có lẽ anh ấy sẽ có hứng thú trương dương rất công nhận năng lực của thường hải thiên chính vì sự nghiệp của thường hải thiên đang trong thời kỳ phát triển tốt cho nên trương dương mới không gọi hắn nghe thường hải tâm nói như vậy trong lòng khẽ động nếu thường hải thiên thực sự nguyện ý đến giúp mình đương nhiên không còn gì tốt hơn hắn khẽ vuốt mái tóc thường hải tâm nói may mà em nhắc anh nếu chuyện này thực sự có thể làm thành anh sẽ cảm ơn em thật hậu thường hải tâm dịu dàng nói cảm ơn em thế nào trương dương ôm lấy cô ta cười nói, đương nhiên là tự thể nghiệm, hay là anh đặt tiền đặt cọc đã nhé. Thường Hải Tâm cười nói, đừng làm bậy, còn phải đi đón người nữa. Trương Đại Quan Nhân nói, mới có một giờ, vẫn kịp mà. Thường Hải Tâm gắt, anh mỗi lần đều làm rõ lâu, đừng làm ẩu, đừng làm mà. Trương Đại Quan Nhân làm ẩu thế nên kết quả là một mình tới nhà ga, Thường Hải Tâm mặt ửng đỏ, nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, ngay cả cửa của mình cũng không qua được, sợ bị người khác nhìn ra manh mối nói sao cũng không chịu đi đón nữa trương đại quan nhân đứng ở cửa ra đón cha con trình nhuận sinh trình mẫn nhìn thấy thường hải tâm không tới thì có chút kinh ngạc nói hải tâm đâu không phải nói là cô ta sẽ tới đây đón chúng tôi ư lần trước trong lúc cô ta ở tân hải rất thân với thường hải tâm trương dương đương nhiên không thể nói nguyên nhân chân chính mà thường hải tâm không tới được với cô ta cười nói nói là đột nhiên không khỏe về nhà nghỉ ngơi rồi Trình Mẫn đưa túi sách cho đưa cho hắn, Trương Đại Quan Nhân biết cô ta tính tình cổ quái, cũng lời tiếp xúc với cô ta, giúp bọn họ mang hành lý tới bãi đỗ xe, đặt đồ vào cốp. Trình Nhuận Sinh nói, nghe nói hai ngày trước Bắc Cảng mưa to, thế nào? Tình hình tai nạn có nghiêm trọng không? Trương Dương nói, vẫn ổn, không có thương vong về người, tổn thất trên tài sản thì có một ít, có điều không gây thương tổn tới nguyên khí của Bắc Cảng. Trước mặt người ngoài, Trương Dương vẫn nói đỡ cho Bắc Cảng sau khi mấy người lên xe trương dương khởi động ô tô nói giáo thụ trình lần này ngài vẫn ở chỗ tôi chứ trình nhuận sinh cười nói được hải dương hoa viên có điều kiện còn tốt hơn ở kinh thành chúng tôi sau khi tôi về nhìn hàn xá thế nào cũng thấy không vừa mắt trương dương cười nói giáo thụ trình chỉ cần nguyện ý ngài cứ ở tân hải cả đời trình nhuận sinh cười nói tình cảm này tôi xin nhận trình mẫn thình lình bắn một câu cha tôi ở đây cả đời thì anh nuôi cả đời à nếu đây là câu nói đùa thì không sao nhưng khi cô ta nói những lời này thì vẻ mặt lạnh như băng cứ như trương dương nợ tiền cô ta vậy trước mặt trình nhuận sinh trương dương đương nhiên không chấp nhận cô ta chỉ cười cười được trình mẫn tiếp theo lại nói một câu hư ngụy trình nhuận sinh nói tiểu mẫn đừng nói năng như vậy không lễ phép chút nào cả trương dương biểu hiện ra vẻ vô cùng rộng rãi giáo thụ trình, chúng tôi nói đùa mà. Trình Mẫn nói, người làm quan các anh dối trá lắm, cha, trước đây cha không phải đã nói vậy ư. Trình Nhuận Sinh có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ông ta thực sự là hết cách với đứa con gái bảo bối này, và lại Trình Mẫn thực sự trở thành nỗi lo trong nhà, lớn vậy rồi mà vẫn chưa có bạn trai, cao không tới mà thấp không chịu, trong công việc cũng kén cá trọn canh. Trình Nhuận Sinh ở trong học viện đã an bài một chiếc an nhàn trong thư viện cho cô ta, nhưng trình mẫn cũng quan hệ không tốt với đồng sự chung quanh mọi người đều là nể mặt ông ta nên nhường cô ta nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách ngày nào đó mình già rồi về hưu đến lúc đó ai sẽ chiếu cố cho con bé bốc đồng này khi tới gần tân hải trình nhuận sinh đề xuất tới mộ hán núi đất xem trương dương chờ ông ta đi một vòng quanh thôn tưởng hiện tại mộ hán núi đất thật ra không có gì để xem chẳng có gì một một đoạn đường vào mộ hiện trường đã bị tường vây bao quanh bên trong dựng mấy bản phòng Cục Văn vật huyện và cục công an huyện đều có người luân phiên gác ở đây, cái này là để ngừa đào trộm văn vật. Cục trưởng cục văn vật huyện Triệu Tử Văn là người vô cùng chuyên nghiệp, trong những ngày này một mực ở hiện trường. Nghe nói bí thư huyện ủy lại tới đây, Triệu Tử Văn vui mừng ra đón, cục văn vật Tân Hải nhiều năm rồi chưa từng được huyện lý coi trọng, trong mắt Triệu Tử Văn, vị bí thư huyện ủy mới tới này rất coi trọng bảo hộ văn vật. Trương Dương hỏi tình huống tiến triển khảo cổ mới nhất triệu tử văn không khỏi cảm thán nói bí thư trương cấp trên vẫn chưa có người tới với trình độ kỹ thuật trước mắt của chúng ta thì còn không dám tiến hành xâm nhập khai quật cho nên vẫn gác lại đó trương dương nói không phải đã báo lên rồi sao triệu tử văn nói có thể cấp trên không coi trọng khi trình nhuận sinh đi theo triệu tử văn tiến vào cổ mộ thì trình mẫn không đi ở lại bên ngoài trương dương đã vào mấy lần rồi cũng không có hứng thú gì với mộ đạo nên cũng ở bên ngoài chờ Trình Mẫn cuối cùng cũng lên tiếng nói với hắn, bí thư trương, tôi nghe nói, phương án mà cha tôi cực khổ làm ra phải thay đổi à. Trương Dương cười nói, là như thế này, quốc gia vừa mới phê chuẩn thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải, cho nên, quy hoạch dự định của chúng tôi sẽ phát sinh thay đổi nhất định. Trương 1553, Nguy cơ nhân tải 3 Trình Mẫn nói, anh có biết cha tôi vì giúp các anh làm phương án xanh hóa này hay không? Tối nào cũng làm việc tới nửa đêm, ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, khó khăn lắm mới làm ra phương án, anh nói một câu sửa là sửa. Trương Dương nói, chỉ thay đổi cục bộ thôi, tôi sẽ chi thêm thù lao cho giáo thụ Trình. Trình Mẫn nói, thù lao, cha tôi làm cho anh một phương án tốt như vậy, chỉ nhận của anh một vạn đồng tượng trưng. Bên ngoài người mời cha tôi làm thiết kế nhiều như vậy, công trình lớn như của anh, chẳng lẽ không đáng 10 vạn à? Trương Dương cười nói, đúng đúng, tôi biết giáo thụ trình lần này chẳng khác nào là hiến ái tâm. Với uy vọng trong nghề của trình nhuận sinh, thiết kế của ông ta luôn hướng đến giá trị xa xỉ, trình mẫn trên điểm này không hề khoa trương. Trình mẫn nói, nhưng hiến ái tâm thì cũng không thể để các anh giày vò được, phương án vốn đã làm ra rồi, anh giờ lại muốn sửa, cha tôi lại phải tốn bao nhiêu thời gian. Trương Dương nói, tôi biết giáo thụ trình vất vả, nhưng tôi cũng không ngờ sẽ có thay đổi như vậy thân là người đứng đầu Tân Hải, ngay cả chuyện lớn như khu bảo lưu thuế nhập khẩu anh cũng sẽ sơ suất à. Thật không hiểu người như anh sao có thể trở thành lãnh đạo được. Trình Mẫn hôm nay là định dạy Trương Dương như học sinh tiểu học. Nếu là bình thường thì Trương Đại Quan Nhân đã sớm mặc kệ cô ta rồi, nhưng nể mặt Trình Nhuận Sinh nên chỉ có thể nhịn. Trình Mẫn thao thao một lúc, phát hiện Trương Dương coi lời nói của cô ta như gió thoảng bên tai, cô ta nói của cô ta, người ta căn bản không để vào tai. Chuông di động vang lên, Trương Dương bước lên núi nghe, mặc cô ta đứng đó. Trình Mẫn trong lòng tức lắm, nhưng cô ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trương Dương cũng không phải là cố ý lấy cớ tránh mặt cô ta, cú điện thoại này trọng yếu phi thường, là Tiết Vĩ Đồng đến Bắc Cảng, cùng đi với cô ta còn có Tiết lão, Trương Dương vốn cho rằng Tiết lão cuối tuần mới có thể đến. Nhưng không ngờ ông ta đến trước, hơn nữa đến đột nhiên như vậy, trước đó không hề có thông báo gì. Có điều hắn cũng hiểu Tiết lão sở dĩ không nói trước hành tung với hắn, có thể là không muốn dẫn tới chú ý quá lớn. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam ca, em và ông đã tới Bắc Cảng. Trương Dương nói, để anh đi đón hai người. Tiết Vĩ Đồng nói, không cần, tối nay em và ông tới vịnh thất thải của Bạch Đảo ở, anh cứ tới đây là được, đúng rồi, tới Bắc Cảng thì gọi điện thoại cho em, em an bài thuyền ra đón anh. Trương Dương ừ một tiếng, trong mắt hắn khẳng định là bí thư thị ủy Hạng Thành đã an bài, gác điện thoại. Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm, bảo cô ta buổi tối về Tân Hải làm tốt công tác tiếp đái. Giọng nói của Thường Hải Tâm vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi, công tác bên cạnh bí thư Trương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng những tố chất tâm lý phải cứng rắn, tố chất thân thể cũng phải cứng rắn. Trương Dương nói, Hải Tâm, em lát nữa gọi điện thoại cho Cao Liêm Minh, buổi tối gọi hắn tới đây tiếp trình mẫn. Thường Hải Tâm không khỏi bật cười, để làm gì, cứ phải ghép bọn họ với nhau à? Trương Dương nói, Trình Mẫn quá khó chiều, anh thấy Cao Liêm Minh có ý với cô ta, hắn thích tự ngược, bọn họ vừa hay xứng đôi. Anh cứ thích làm chuyện xấu, thường hải tâm cười khanh khách. Trương Dương dặn dò xong, lại gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ, không bao lâu sau liền nhìn thấy Chu Sơn Hổ lái xe thương vụ tới, đi cùng gã còn có bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường, hắn hiện tại là chủ nhiệm bản sáng tạo Tân Hải. Vừa hay Trình Nhuận Sinh cũng đã đi thăm cổ mộ xong rồi, Trương Dương đi tới trước mặt Trình Nhuận Sinh, ái nái nói giáo thụ trình vừa mới nhận được một cú điện thoại của thị lý bảo tôi về thị lý họp cho nên tối nay không thể tiếp ngài được. Trình nhuận sinh cười nói anh là quan phụ mẫu của Tân Hải cả ngày làm không hết việc sao có thể bắt anh cả ngày tiếp tôi được. Trương Dương nói chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải vừa được chứng thực cho nên Trình nhuận sinh gật đầu nói không sao tôi sẽ sửa lại phương án lúc trước có điều quy hoạch cụ thể của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã có chưa. Trương Dương nói, phương án quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu đang được tiến hành, chắc trong vòng một tuần nữa sẽ xong, lần này mời giáo thuộc trình tới đây chính là muốn ngài tham dự quy hoạch, cho chúng tôi một số ý kiến quý giá. Trình Mẫn lại nói mát một câu, thời gian của cha tôi không phải là thời gian à, còn phải dạy học nữa, còn làm thiết kế, hiện tại cả ngày phải lòng vòng ở Tân Hải các anh. Trình Nhuận sinh nhíu mày, tiểu Mẫn, chúng ta đang nói chính sự, con đừng có xen vào. Trương Dương cười cười, hắn giao cha con trình nhuận sinh cho vương quân cường tiếp đái, mình thì cáo từ. Trương Dương sau lên xe gọi điện thoại cho Thường Hải Long, về vấn đề thù lao thiết kế của trình nhuận sinh lần này là thông qua Thường Hải Long, vốn trình nhuận sinh không định lấy tiền, là dưới sự Trương Dương kiên trì mới đồng ý nhận một vạt. nhưng bởi vì chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho nên phải tiến hành thay đổi phương án xanh hóa đã hoàn thành của ông ta, trong lòng Trương Dương có chút băn khoăn, hơn nữa thái độ âm dương quái khí của Trình Mẫn lần này khiến Trương Dương cho rằng rất có thể liên quan tới vấn đề tiền. Thường Hải Long nghe Trương Dương nói xong, không khỏi bật cười, Trương Dương, giáo thụ Trình không coi trọng tiền nong, vốn là loại thị trấn nhỏ như Tân Hải ông ta sẽ không làm thiết kế đâu. Lần này một là nể mặt quan hệ của thầy trò của tôi và ông ta, hai là thấy anh hợp ý, cho nên mới nhận công trình này. Trương Dương nói, nhưng tôi cũng không thể để ông ta làm việc không công được, Ví dụng thiết kế của giáo thuộc trình đều là tính toán theo mét vuông, Tân Hải của chúng tôi lớn như vậy, ông ấy nhận 10 vạn trăm vạn cũng không nhiều, ông ta chỉ nhận một vạn tượng trưng, tôi thấy trình mẫn có chút mất hứng. Thường Hải Long nói, cô ta à, là vậy đó, tính tình cổ quái, anh đừng chấp nhặt cô ta. Trương Dương nói, tôi nghe nói là bị anh kích thích, anh có phải làm chuyện gì có lỗi với người ta hay không? Thường Hải Long cười mắng, cậu đừng có chụp mũ linh tinh cho tôi, tôi và cô ta rất trong sạch, nói tử tế nhé, anh đừng có nhắc chuyện tiền nong với giáo thụ trình, một vạn này ông ta vốn cũng không muốn nhận, anh nếu nói với ông ta thì không khéo ông ta sẽ trở mặt với anh đấy. Trương Dương biết tính tình của Trình Nhuận Sinh, không khéo thật sự có thể sẽ như vậy, Trương Dương nói, vậy tôi chỉ có thể đưa ông ta đi câu cả cả đời ở hải vực phụ cận Tân Hải thôi. Thường Hải Long nói, giáo thụ Trình rất thích Tân Hải, anh nếu muốn cảm tạ ông ta thì thường xuyên mời ông ta tới đây chơi. Trương Dương nói, tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện này nếu hoàn thành viên mãn tôi sẽ vạch một khối đất ở Tân Hải cho giáo thụ trình xây nhà. Thường Hải Long nói, vậy anh cũng đừng quên tôi, tôi đang định dựng một căn nhà ven biển Tân Hải đây. Cứ để đó cho tôi. Trương Đại Quan Nhân trở lại Bắc Cảng, trước tiên gọi điện thoại cho Tiết Vĩ Đồng, Tiết Vĩ Đồng bảo hắn tới bến tàu tĩnh ra, ở đó có du thuyền chờ đón hắn. Trương Dương lái xe tới bến tàu, liếc một cái là nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa dài đến 50 thước đó, Trương Dương đỗ xe lại, nhìn thấy một chiếc Audi màu đen cũng tới bến tàu, từ biển số nhìn ra là xe của bí thư thị ủy hạng thành, hắn xuống xe, quả nhiên nhìn thấy hạng thành từ bên trong đi ra. Trương Dương vội vàng cười cười đi tới, bí thư hạng, ngài cũng tới à. Hạng thành tuy rằng cười, có điều nhìn ra được nụ cười của y rất miễn cưỡng, chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu khiến quan hệ vừa mới dịu đi giữa y và Trương Dương lại lần nữa xuất hiện dạn nứt. Hạng thành tuy rằng sẽ không biểu hiện ra ngoài như cung hoàn sơn, nhưng trong lòng là phi thường căm tức cách xử lý của trương dương trong chuyện này y sở dĩ không để lộ ra vì chuyện này đã trở thành sự thật không thể thay đổi trương dương đang không ngừng khiêu chiến quyền uy của y đồng thời cũng không ngừng khuếch trương quyền lực trong tay mình hạng thành gật đầu nói trương dương tới nhanh vậy trương dương nói vừa đi đón chuyên gia về tân hải may mà chưa về tiết lão lần này tới đây mà không nói trước một tiếng hạng thành vốn cho rằng trương dương đã biết chuyện tiết lão tới từ trước Nghe hắn nói như vậy thì trong lòng cũng cân bằng hơn một chút, xem ra tiết lão không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Hai người cùng bước lên du thuyền, Trương Dương vẫn là lần đầu tiên lên du thuyền xa hoa tên là Chiêu Dương Hào này, thiết kế xa hoa của nơi này khiến Trương đại quan nhân liên tục cảm thán, hạng thành hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây, thuyền trưởng và thuyền viên đều rất quen với y, y thậm chí có thể gọi được cả tên thuyền viên. Hai người cũng không có đi vào trong thuyền ngồi, mà ngồi ngay trên khoang, ánh nắng rất đẹp chiếu lên người khiến cho người ta ấm áp và buồn ngủ ngồi trên bong ngắm biển cảm giác khác với ngồi trên nhà cao ngắm biển du thuyền theo gió vượt sóng theo gió vượt sóng nước biển gần thì có màu xanh lam nước biển xa thì bị ánh mặt trời nhuộm vàng lấp lánh theo sóng biển nhấp nhô toàn bộ mặt biển ánh lên cả vạn tia sáng đẹp vô cùng hải âu bay lượn phía chân trời khi thì bay cao khi thì lao xuống vẽ ra từng quỹ tích màu bạc đẹp tuyển giữa trời xanh hạng thành nói về chuyện Tân Hải thiết lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, quốc vụ viện đã chính thức phê duyệt rồi. Trương Dương nói, không ngờ lần này thuận lợi như vậy. Trương 1554, sự xuất hữu nhân 1. Nụ cười của hạng thành lộ ra vẻ quỷ dị, tôi cũng không ngờ. Đồng dạng đều là không ngờ, nhưng ý nghĩa đại biểu lại không giống nhau, hạng thành không ngờ là Trương Dương lặng lẽ làm xong một đại sự như vậy. Giết cho y trở tay không kịp, từ sau khi thằng ôn này tới Tân Hải, cơ hồ tất cả sự nổi trội đều bị hắn đoạt hết. Trương Dương nói, bí thư hạng, thật ra tôi một mực muốn giải thích trực tiếp với ngài một chút, chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu lần này đối với tôi mà nói thì cũng rất đột nhiên, tôi thừa nhận tôi quả thực có ý tưởng về phương diện này, nhưng tôi chỉ là có ý tưởng mà thôi, lần này tới Đông Giang tôi cũng không phải là vì chuyện này, chỉ ngẫu nhiên nói ra một câu với chú Tống. Trương Dương ở trước mặt hạng thành không gọi Tống Hoài Minh là bí thư Tống, mà gọi là chú Tống cũng là có dụng ý, hắn muốn nhấn mạnh quan hệ của mình với Tống Hoài Minh. Trương Dương nói, không ngờ, tỉnh Lý cũng đang trù hoạch kiến lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tỉnh Trường Chu vì chuyện này mà đặc biệt tới Kinh Thành. Trương Dương lúc này mới hiểu vì sao Tống Hoài Minh phải lấy danh nghĩa của tỉnh Lý để xin chuyện này, thì ra trước đó y đã cân nhắc đến cuốn cảnh mà Trương Dương có thể gặp phải trong tương lai, đương nhiên dùng danh nghĩa của tỉnh Lý để xin thì quả thực nắm chắc lớn hơn một chút. Trương Đại Quan Nhân hiện tại có thể chối sạch sẽ, hắn đang nói với Hạng Thành, chuyện này không liên quan tới tôi, chỉ là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chẳng may rơi trúng người tôi, biết sao được, vận may đã tới thì tránh cũng không được. Hạng Thành đương nhiên không tin những lời này của Trương Dương, nhưng y cũng không thể tìm ra được quá nhiều sơ hở, căn cứ vào tình huống trước mắt có được, thật là tỉnh lý đề xuất xin sớm nhất. Chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã trở thành sự thật, Hạng Thành có tức thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng, Trương Dương giải thích như vậy cũng cho hắn một bậc thang để đi xuống. Trương Dương đã nhìn thấy tiểu đảo màu xanh ở phía đông nam đó, bạch đảo sở dĩ được gọi như vậy, là vì bờ cát màu trắng, bãi đá cội màu trắng trên đảo, tòa tiểu đảo này không nghi ngờ gì nữa là địa phương xinh đẹp nhất của Bắc Cảng, tây bộ tiểu đảo mở cửa cho du khách, khu vực phía đông thì đều thuộc lãnh địa tư nhân, vịnh thất thải được tôn là đẹp nhất bạch đảo chính là phạm vi vật nghiệp của tiêu quốc thành. Ánh sáng mặt trời chiếu lên bến tàu vịnh thất thải, Trương Dương biểu hiện ra vẻ tôn trọng đối với hạng thành, dù sao người ta cũng là lãnh đạo thượng cấp của mình, trên mặt mũi vẫn cần phải chiếu cố. Đi xuống du thuyền, nhìn thấy một chiếc xe điện lái tới trước mặt, từ trong xe một mỹ nhân trông rất trí thức bước xuống, chính là phó tổng tiêu mân hồng của tập đoàn Hoa Quang. Tiêu mân hồng đi tới trước mặt bọn họ, cười nói, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến vịnh thất thải thị sát công tác. Hạng thành cười cười, y giới thiệu trương dương với tiêu mân hồng, tiểu tiêu. Vị này là bí thư huyện ủy Tân Hải Trương Dương của chúng tôi. Tiêu Mân Hồng mỉm cười, chúng tôi đã gặp mặt rồi. Cô ta chủ động bắt tay với Trương Dương. Hạng Thành có chút kỳ quái, y không biết Tiêu Mân Hồng và Trương Dương đã quen nhau từ trước. Tiêu Mân Hồng và Trương Dương đều lộ ra nụ cười chỉ có thể hiểu ý chứ không thể diễn tả được bằng lời. Chuyện Trương Dương cứu cô ta ra khỏi nước lũ đã trở thành bí mật giữa hai người. Trương Dương bắt đầu thấy Tiêu Mân Hồng này rất không đơn giản. Tiết lão lần này tới không thông chi cho Hạng Thành, cũng không thông chi cho mình, mà là trực tiếp tới Bạch Đảo, từ tình huống trước mắt cho thấy là do Tiêu Mân Hồng phụ trách tiếp đái. Hạng Thành và Trương Dương sau khi lên xe điện, nói khẽ tiểu, tiết lão sống ở đâu. Tiêu Mân Hồng nói, quan đề số 1. Quan đề số 1 là một trong những kiến trúc xa hoa nhất của Bạch Đảo, tòa biệt thự này là trụ sở của Tiêu Quốc Thành của tập đoàn Hoa Quang. Tiêu Quốc Thành làm người rất trầm thấp, rất ít có người được mời tới nơi này, cho dù là bí thư thị ủy hạng thành đến vịnh thất thải nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được tiến vào quan để số 1. Xe điện lái tới cửa lớn của quan để số 1, đình viện siêu lớn phải tới 10 mẫu khiến trương đại quan nhân mắt sáng rực lên, vịnh thất thải chọn dùng xe điện làm phương tiện giao thông chủ yếu là để giữ hoàn cảnh nơi này. Trương Dương quen rất nhiều phú hào quyền quý, cũng kiến thức rất nhiều hào trạch, trong ấn tượng của hắn, làm tinh cung của Kim Thượng Nguyên lấy công nghệ cao làm chủ đạo, mà quan để số một trước mắt tuy rằng phong cách hoàn toàn bất đồng Nhưng trình độ xa hoa còn hơn cả Lam Tinh Cung Kỳ thạch bên trong quan để số 1 rất nhiều Trước viện là bãi cỏ với diện tích cực lớn Hậu viện là lâm viên tinh xảo Quan để số 1 là một tòa tiểu theo phong cách phương Tây Cả lâu phòng đều dùng đá hoa cương để xây Đi vào bên trong thì lại càng hoa lệ Trong phòng khách cũng có bể cá chiếm cả mặt tường Bên trong nuôi rất nhiều loại cá Khi Trương Dương và Hạng Thành đi vào trong Tiết lão và tiết vĩ đồng đang đứng trước bể cá ngắm cá, bể cá dài gần 15 thước, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đi vào cảnh thần tiên. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, tiết lão xoay người lại, mỉm cười nhìn bọn họ nói tới nhanh thật. Trương Dương cười nói, nghe nói ngài đại giá quang lâm lâm, tôi lập tức đến ngay, trên đường vượt hơn 10 cái đèn đỏ, mấy ngày nữa giấy phạt của cảnh sát giao thông sẽ được gửi tới tấp tới văn phòng của tôi. Tiết lão nghe hắn nói vậy liền bật cười, biết thằng ôn này đang cố ý khoa trương. Tiết Vĩ Đồng trước tiên gọi một tiếng bác hạc, sau đó đi đến trước mặt Trương Dương, ôm hắn một cái, tam ca, nhớ anh muốn chết. Người ở đây hiểu rõ vô cùng tính tình của Tiết Vĩ Đồng, không hề thấy có gì dị thường, có điều Trương Đại Quan Nhân trong lòng vẫn có chút trột dạ, bởi vì Chu Hưng Quốc trước đó đã nhắc nhở hắn, nói Tiết Vĩ Đồng có ý với hắn, có điều từ quan sát trong khoảng thời gian này của Trương Đại Quan Nhân cho thấy, hình như không có gì dị thường, có phải bọn Chu Hưng Quốc nghĩ nhiều quá không? Tiết Vĩ Đồng đối với mình tựa hồ không niệm tưởng gì với mình cả, ôm hay bắt tay đều là tay trái sờ tay phải, không có cảm giác đặc biệt gì cả. Hạng Thành nói, Tiết Lão, ngày trước khi đến sao không gọi điện thoại? Tiết Lão cười nói, biết các anh công tác bận rộn, cho nên không muốn làm ảnh hưởng tới các anh. Hơn nữa tôi hiện tại đã về hưu rồi, để các anh tiếp đãi không phải sẽ lãng phí tiền của quốc gia ư, đến chỗ quốc thành tôi thấy thoải mái hơn trương dương không biết tiêu quốc thành và tiết lão rốt cuộc có quan hệ gì nhưng từ cách xưng hô của tiết lão đối với hắn quan hệ giữa tiêu quốc thành và tiết gia nhất định vô cùng thân mật mấy người ngồi xuống sofa tiết vĩ đồng thì không vội đi tới vẫn đứng ở tước bể cá xem thợ lặn cho cá mập ăn trương dương đứng sóng vai với cô ta nhìn cá mập bơi qua bơi lại trong bể cá nói không ngờ có người ở trong nhà nuôi cái thứ này tiết vĩ đồng cười nói anh còn chưa tới nhà của chú tiêu ở canada đâu trong hồ nước của chú ấy còn nuôi cả cả hồ cơ. Trương đại quan nhân thở dài nói, đúng là có tiền, những con cá mập này mỗi ngày ăn bao nhiêu thịt. Ấn tượng trong lòng đối với Tiêu Quốc Thành tất nhiên lại sâu sắc hơn không ít, tài lực của Tiêu Quốc Thành này thật sự là hùng hậu, ở trong nước chắc có thể chen vào hàng ngũ siêu cấp phú hào, nhưng người này lại khác với loại phú thương như cha Tấn Bắc, Hà Trường An, bình thường rất ít xuất hiện trong trường hợp công chúng. Tiết Phí Đồng nói, lần này đến anh nhất định phải dẫn em đi chơi đấy." Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, lần này cũng không phải là tới đây chơi. Lần này Tiết lão tới là để tìm hắn tái khám, còn có một nguyên nhân là trọng yếu hơn là Trương Đại Quan Nhân sẽ di cung hoán huyết cho lão gia tử, hoàn toàn thanh trừ tế bào ung thư trong máu của ông ta. Hạng Thành vô cùng quan tâm tới sức khỏe của Tiết lão, nhìn thấy Tiết lão thần thái sáng láng, sức khỏe so với trước đây tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều y vui mừng nói sức khỏe của tiết lão ngày càng tốt hơn tiết lão cười nói sau khi về hưu tâm lý không còn gánh nặng có câu không còn chưa quan thì người nhẹ nhõm mà trương dương lúc này đi tới ngồi xuống ở bên cạnh cười hỏi tiết lão lần này đến bắc hải cảm thấy thế nào tiết lão nói bạch đảo rất đẹp lão gia tử không đề cập tới chuyện bắc cảng chắc là không tìm được chỗ để khen ông ta nếu nói không tốt hạng thành lại ở bên cạnh biết để mặt mũi đi đâu Hạng thành mắng thầm trong lòng, nhưng y cũng ý thức được, vốn mình đối với hiện trạng của Bắc Cảng cũng không có bất kỳ lòng tin nào, y cũng không tin Tiết lão sẽ khen Bắc Cảng. Trương Dương cười nói, Bắc Cảng đẹp nhất chính là Bạch Đảo, có điều hiện tại Tân Hải của chúng tôi đang cố gắng tạo ra thành thị Lâm Viên ưu tú, tin rằng thêm vài năm nữa, ngài đến sẽ có cảm thụ khác hẳn. Tiết lão cười nói, tôi nghe nói Tân Hải sẽ thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương nói, Tiết lão tin tức linh thông thật chương 1555, sự xuất hữu nhân hai Tiết lão nói, ngẫu nhiên nghe nói thôi, nếu không phải các anh đều ở Tân Hải, tôi cũng không chú ý tới chuyện này. Ông ta nhìn thoáng qua hạng thành, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Bắc Cảng là chuyện tốt, đối với sự phát triển trong tương lai của Bắc Cảng sẽ có tác dụng thúc đẩy cực lớn. Hạng thành nói, trong chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tiểu trương xuất lực không nhỏ. Trương đại quan nhân nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, Vội vàng bảo, cái đó cũng nhờ bí thư Hạng ủng hộ công tác của tôi, không có sự tín nhiệm của bí thư Hạng, tôi căn bản không làm được chuyện này. Hai người ở trước mặt Tiết lão đều đùa bỡn công phu ngoài mặt. Tiết lão mỉm cười nói, công tác cùng một chỗ, đồng sự cũng tốt, thượng hạ cấp cũng tốt, quan trọng nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có tín nhiệm mới có thể khiến đội ngũ cán bộ của chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhau, mới có lực ngưng tụ, các anh làm được như vậy là rất tốt. Bữa cơm đầu tiên của Tiết lão ở Bắc Cảng cũng không ăn bên ngoài, Tiêu Mân Hồng an bài bếp trưởng của Long Ngâm các tới, chuẩn bị một bàn thịnh yến toàn hải sản cho các khách quý. Ẩm thực của Tiết lão lấy nhẹ làm chủ, từ sau khi Trương Dương trị liệu cho ông ta, Tiết lão cũng cần tuân lời dặn của bác sĩ, không chạm tới rượu, bởi vì Tiết lão không uống rượu, những người khác tất nhiên cũng không tiện uống rượu. Tiết lão nói: "Các anh uống của các anh, tôi gần đây chỉ sổ chuyển hóa axit amin hơi cao, bác sĩ không cho tôi uống rượu." hạng thành nói tôi gần đây lại tái phát bệnh đau dạ dày cũng không thể uống trương dương nói vậy ăn cơm đi tôi cũng không muốn uống tiết vĩ đồng không phân trần cầm bình rượu rót cho hắn một gốc em biết rõ anh mà anh là không có rượu thì không vui tiết lão cười nói uống đi tôi tuy rằng không thể uống nhưng nhìn cậu uống cũng cao hứng tiết vĩ đồng nói em uống với anh em một chén nhỏ thì anh một cốc lớn cô ta nhớ ra gì đó gọi chị mân hồng chỉ tới đây cùng uống rượu đi. Tiêu Mân Hồng vẫn đang ở trong bếp an bài nhân viên chuẩn bị thức ăn, nghe thấy Tiết Vĩ Đồng gọi, cô ta cười cười đáp lại, mọi người ăn trước đi, tôi nướng một con rác cho mọi người thử. Tiết Vĩ Đồng nói, có đầu bếp rồi, chị việc gì phải làm, mau tới uống rượu đi. Từ cách đối thoại của cô ta với Tiêu Mân Hồng có thể nhìn ra quan hệ của họ rất thân. Tiêu Mân Hồng đành phải đi tới, Tiết Vĩ Đồng kéo cô ta ngồi bên cạnh mình, cũng rót cho Tiêu Mân Hồng một chén nhỏ, cười cười nói với Trương Dương, giờ anh không phải cô đơn rồi nhé, hai người bọn em tiếp anh. Trương Dương nói, có hai vị đại mỹ nữ tiếp rượu, thật sự là vinh hạnh, vậy tôi miễn cưỡng uống hai chén. Nói là uống chén, nhưng khi thật sự uống rồi thì hai chén không thể giải quyết được vấn đề, tiết lão và hạng thành ăn xong cơm trước, bọn họ không uống rượu, tất nhiên không ở lại bàn rượu quá lâu. Tiết lão đề nghị đi dạo trong vườn, hạng thành chính có ý này, cùng tiết lão đi dạo ở đình viện bên ngoài. Màn đêm đã buông xuống, hai người tới Lương Đình ở hậu viện, Lương Đình nằm trên một hòn giả sơn do kỳ thạch chất thành, đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh biển ở xa xa, bóng đêm đã mơ hồ giới hạn biển xanh, gió biển đưa tới từng tiếng sóng. Tiết lão ngồi xuống trong Lương Đình, nói khẽ trận mưa to ở Bắc Cảng có ảnh hưởng lớn không? Hạng thành thực sự cầu thị nói, quần chúng chịu thiên tai 89 vạn, tổn thất kinh tế trực tiếp 150 triệu. Trận mưa to này là lần lớn nhất kể từ lúc lập nước đến nay, tạo thành tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho Bắc Cảng, đại hạnh trong bất hạnh là không có thương vong về người. Tiết lão gật đầu nói, đồ mất rồi thì có thể sản xuất lại, nhưng sinh mạng thì không thể lấy lại được. Khi nói những lời này, Tiết lão không khỏi nghĩ đến mình, ông ta vốn cho rằng sinh mệnh của mình sắp đi đến hồi kết rồi, là sự xuất hiện của Trương Dương khiến ông ta một lần nữa giấy lên hy vọng đối với sinh mệnh, nhưng Tiết lão cũng hiểu rõ, con người khó tránh khỏi phải chết. Cho dù trương dương có thể kéo dài sinh mệnh của mình thì thủy trung không thể thay đổi được cõi về của mình. Thời gian ông ta còn sống trên đời không nhiều lắm. Khi một người sắp đi hết lịch trình nhân sinh của mình thì mới chính thức minh bạch sự đáng quý của sinh mệnh. Hạng thành áy náy nói, là công tác của tôi không làm tốt, sự quản lý của tôi ở bắc cảng mấy năm nay còn nhiều chỗ thiếu sót. Tiết lão thở dài, tiếng thở dài của ông ta lọt vào tai hạng thành. Hạng thành cảm thấy có một loại sợ hãi nói không nên lời tiết lão thở dài chẳng lẽ có nghĩa là thất vọng đối với mình. Tiết lão nói, nhiệm kỳ của anh còn bao lâu nữa? Hạng thành nói, một năm hai tháng. Y cười nói, tôi thường xuyên suy nghĩ, chờ sau khi tôi về hưu, tôi sẽ chuyển về nhà của ở ngoại ô kinh thành, không có chuyện gì thì nói chuyện phiếm với ngài. Tiết lão nói, đổi một loại phương thức khác để sống, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hạng thành vừa rồi nói những lời đó là muốn thử tiết lão, nếu tiết lão tiếp tục cho y trợ lực có lẽ sinh nhai chính đàn của y có thể kéo dài thêm vài năm nhưng từ những lời này của tiết lão cho thấy lão gia tử hiển nhiên sẽ không lên tiếng cho mình nữa trong lòng hạng thành tràn ngập thất vọng nhưng y cũng không thể để lộ loại thất vọng này ra ngoài được hạng thành là người biết cảm ơn lão gia tử đã cho y quá nhiều rồi nếu không có sự ủng hộ của tiết lão y không thể leo lên vị trí hiện tại con người ta phải biết hài lòng mình có thể có thành tựu hiện giờ thì còn có gì mà không hài lòng nữa tiết lão nói tiểu phi và tiểu vân thế nào rồi hai người này là con cái của hạng thành hạng thành cười nói tiểu phi đã tốt nghiệp rồi đã tìm được công việc ở mỹ tiểu vân thì vẫn học ở canada hai đứa nhóc này chỉ sợ là không muốn về nước con trai và con gái của y đều nhờ tiết thế luân giúp đỡ mà được ra ngoài du học quan hệ của hạng thành và tiết gia thủy chung rất tốt tiết lão nói kể ra tôi đã lâu rồi chưa gặp chúng hạng thành hay là khuyên chúng về đi ra ngoài học tập tri thức tiên tiến của nước ngoài là chuyện tốt, nhưng sau khi học thành rồi thì không thể quên tổ quốc của mình, phải về để dùng tri thức mà mình học được đền đáp quốc gia." Hạng Thành nói, "Tôi cũng đã khuyên chúng rồi, nhưng hiện tại tư tưởng của bọn nhỏ không giống chúng ta, chúng cho rằng cơ hội phát triển ở nước ngoài nhiều hơn." Tiết Lão thở dài, không khỏi nghĩ tới con trai mình, ông ta nói khẽ, "Năm đó Thế Luân ra đi tôi cũng thực sự không hiểu." Hạng Thành nói, "Thế Luân thật đáng tiếc, nếu hắn lựa chọn sĩ đồ thành tựu hiện tại lại không thể hạn lượng. Tiết lão vươn tay ra vỗ vỗ vai hạng thành, hạng thành, ai có trí nấy, rất nhiều chuyện chúng ta không thể miễn cưỡng được. Hạng thành gật đầu, y quay đầu ại nhìn tòa biệt thự, nói khẽ quốc thành cũng một đoạn thời gian rồi chưa về. Tiết lão nói, nghe nói hắn mở nhà hàng tới tận nước Mỹ, hiện tại làm ăn tốt lắm. Tử lượng của tiêu mân hồng rất tốt, ít nhất bản sự uống rượu của cô ta so với bản sự uống nước thì lớn hơn. Sau bữa cơm, Tiết Vĩ Đồng đi tắm rửa, Tiêu Mân Hồng mời Trương Dương tới thư phòng, mở một chai rượu vang hạng nhất. Tiêu Mân Hồng nói, tôi cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để một mình biểu đạt lòng biết ơn với bí thư Trương rồi. Trương Dương cười nói, chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần phải nhắc lại. Tiêu Mân Hồng nói, tôi ngày đó lái xe trên đường thì phát hiện nước đã ngập quá sâu, vốn không muốn tiến vào, nhưng không ngờ dòng xe phía sau thúc ép, đâm xe tôi vào, đại khái là kiếp số đã được định trước trương dương nhíu mày hôm ấy dưới tình trạng mưa to tốc độ xe không nhanh không ngờ còn xảy ra chuyện tông vào đuôi xe chuyện này có chút kỳ quái hắn cười nói tiêu tiểu thư chắc không phải đã đắc tội với ai chứ tiêu mân hồng lắc đầu cô ta nhấp một ngụm rượu nói tôi ở thương trường nhiều năm như vậy rồi cảm thấy tự hào nhất chính là không đắc tội với người khác tôi tin không ai sẽ có âm mưu hại tôi trương dương nói ở trên thương trường anh lừa tôi lọc làm được như vậy là rất khó Tiêu Mân Hồng nói, thế giới này có hai địa phương hung hiểm nhất, một là thương trường còn lại chính là quan trường, hai địa phương này cũng là nơi dễ dàng đắc tội với người ta nhất, bí thư trương trong quan trường có từng đắc tội với người nào không? Trương đại quan nhân giả vờ trầm tư, suy nghĩ trong chốc lát rồi bản thân cũng không nhịn được liền bật cười, đắc tội với quá nhiều người, cho nên nghĩ không ra. Nụ cười của hắn tràn ngập sức cuốn hút. Tiêu Mân Hồng cũng bật cười, người trong quan trường đa số đều là thâm trầm nội liếm, người thoải mái như bí thư trương không nhiều lắm trương dương nói tôi là kẻ vô tâm vô phế chuyện phiền lòng đến mấy cũng không để ở trong lòng tiêu mân hồng nói bệnh hay quên của bí thư trương rất hay ngay cả chuyện cứu tính mạng người ta quay đi quay lại một cái cũng có thể quên sạch ngay được trương dương nói theo như lời cô nói đây là sự chú định của số mạng chuyện này là ông trời đã định sẵn không liên quan gì tới tôi cho dù là tôi không cứu cô thì cũng nhất định sẽ có người khác cứu cô, trời cao đã chú định rằng mạng cô không tuyệt được. Tiêu Mân Hồng cười nói, anh nếu muốn nhắc tới thì sau này tôi sẽ không nói nữa, sau khi chuyện ngày đó qua đi, tôi Thủy chung có chút sợ hãi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1555